Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Tập 8, chương 141 trở về, Tống Ngọc Lan lập tức liền cắn chặt khớp hàm mão đủ sức lực huy chính mình trong tay ghế dựa hướng kia hướng chính mình đi tới hắc ảnh thật mạnh tạp đi xuống ngọc lan dừng tay tạ y nam thấy thế một tiếng kinh hô tống ngọc lan tức khắc ngẩn ra đặc biệt là nhìn đến trước mắt cái này hát ảnh khuôn mặt khi càng là sửng sốt ngay sau đó sốt ruột hoảng hốt muốn ngừng tay trung động tác nhưng chém ra đi ghế dựa lúc này lại là thu không trở lại đã là tạp hướng về phía đối phương cái này làm cho tống ngọc lan cũng là kinh hô một tiếng cũng may đối phương thập phần nhanh nhẹn hướng bên cạnh chợt lóe, trốn rồi mở ra, mà kia ghế dựa đã là rơi trên mặt đất, bởi vì mạnh mẽ ném tạp duyên cớ, tức khắc chia năm xẻ bảy, quăng ngã cái phấn túy, các ngươi đây là có bao nhiêu hận ta, hồi lâu không thấy, này ta vừa trở về liền lấy ghế dựa tiếp đón ta. Tống nhạc sơn hái xuống trên đầu kia thật dày da lông mũ, lắc lắc phía trên đã rơi vào thật dày tuyết, vừa nói cái này, tạ y nam cùng tống ngọc lan tức khắc hai mặt nhìn nhau. Tống Ngọc Lan đầy mặt đỏ bừng, không biết nên nói cái gì hảo, rốt cuộc là nàng vừa rồi duỗi tay muốn đánh Tống Nhạc Sơn, thực sự xấu hổ thực. Tạ Y Nam cũng là xấu hổ cười, giải thích nói, nguyên bản chúng ta hai cái đều phải ngủ, kết quả nghe trong viện đầu có động tĩnh, lộ ra cửa sổ phùng nhìn thấy có cái hắc ảnh tiếng trong viện đầu, lại thấy kia bóng dáng một không kêu người, nhị không gõ cửa, đầu tiên là vào nhà bếp bên trong, liền lo lắng nếu là không phải có kẻ xấu thừa dịp niên hạ thời điểm, cướp bóc tiền tài liền suy nghĩ chờ lát nữa kẻ xấu nếu là sấm môn chúng ta liền từ phía sau cửa trộn trốn đi nếu là nhảy cửa sổ chúng ta liền từ môn kia chạy ra đi kết quả ngươi liền đi cửa sổ nơi đó chúng ta chỉ đương kẻ cấp là muốn phá cửa sổ mà nhập tự nhiên cũng liền chạy nhanh mở cửa chạy ra đi cầu cứu rồi ân ân tống ngọc lan gật gật đầu là có chuyện như vậy ta thấy nhị tẩu cũng không chạy chỉ cho là dọa hư chân mềm chạy bất động lại gặp ngươi hướng nơi này đi chỉ cho là phải đối nhị tẩu bất lợi, ta đương nhiên không thể chạy, cầm ghế dựa liền, nhìn trên mặt đất đã rơi phấn túy ghế dựa, lại nghĩ đến mới vừa rồi suýt nữa bị thương chính mình nhị ca, Tống Ngọc Lan sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó lại nói, việc này lại nói tiếp đều đến lại nhị ca, ai làm nhị ca trở về liền trở về đi, còn lén lút, làm chúng ta chỉ cho là trong nhà đầu tiếng người xấu đâu, cái gì kêu lén lút, Tống Nhạc Sơn tức khắc dở khóc dở cười, hạ lớn như vậy tuyết, ta đuổi một ngày đường trở về có thể nói lại đói lại mệt lại khác, trở về xem trong phòng hắt đèn, cho rằng các ngươi đều ngủ, nghĩ lại đánh thức các ngươi lại là một hồi vội chăng, đơn giản liền chính mình vào cửa, đi trước nhà bếp kia sinh hỏa, hơi chút ấm áp ấm áp, lại thiêu thượng thủy, nghĩ chờ lát nữa có thể uống thượng một ngụm, thiêu thủy, ta liền tới đẩy cửa, quơ quơ thấy môn là cấm thượng, nhớ thương này cách một cái nhà ở, sợ ở chỗ này kêu môn nói, bên trong nghe không thấy đơn giản liền nói đi cửa sổ kia gõ gõ nghĩ kêu kêu các ngươi kết quả còn không có ra tiếng đâu liền nghe được mung bùng một tiếng chạy ra một bóng người lại sau lại liền nhìn thấy ngươi cầm ghế dựa xông tới không nói hai lời liền phải hướng ta trên người tiếp đón ta đây mới là thật đánh thật hoảng sợ cho rằng sao tống nhạc sơn nói chuyện thập phần bất đắc dĩ buông tay tống ngọc lan càng thêm có chút ngượng ngùng gãi gãi lỗ tai tiện đà chụp một chút cái ót kia vừa rồi nhị tẩu kêu ta dừng tay là nhìn ra là nhị ca, ta nghe cửa sổ kia có động tĩnh mới đầu cũng là hoảng sợ, nguyên bản tưởng kẻ cắp muốn phá cửa sổ mà nhập, nhưng là định ra thần tới phát hiện thanh âm kia chỉ là nhẹ nhàng gõ cửa sổ thanh âm, liền cảm thấy hẳn là chỉ là muốn đi gọi người, lại đến, như vậy tiếng đập cửa, là ngươi nhị ca thói quen. Liền nghĩ đến có phải hay không ngươi nhị ca đã trở lại, liền vội vàng hô ngươi, tạ y nam giải thích một hồi, thì ra là thế. Tống Ngọc Lan lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắc hắc nở nụ cười cũng may nhị ca trốn đến mau bằng không nói thật đúng là không biết sẽ bị ta đánh thành cái dạng gì nhị ca lúc này cũng đừng trách ta tống ngọc lan thè lưỡi sao có thể trách ngươi ngươi lại không biết nội tình khó tránh khỏi tống nhạc sơn vỗ vỗ tống ngọc lan cười nói huống chi tống ngọc lan lúc ấy kia bộ dáng hiển nhiên là bởi vì lo lắng tạ y nam dưới tình thế cấp bách đi vòng vèo trở về tính toán cùng kẻ xấu liều mạng như vậy hành vi, hắn khen còn không kịp, nơi nào còn muốn trách trách đâu, thấy Tống Nhạc Sơn không để ở trong lòng, Tống Ngọc Lan hì hì nở nụ cười, cũng mau đừng ở bên ngoài nói chuyện, tuyết đại thiên lãnh, mau vào phòng đi thôi. Tạ Y Nam một bên nói, một bên duỗi tay đem Tống Nhạc Sơn trên người tuyết cấp chụp thượng một phát, ân, là đâu, nhị ca mau tiến vào, trong phòng thiêu ấm giường đất, ấm áp đâu. Tống Ngọc Lan không khỏi phân trần, đẩy Tống Nhạc Sơn liền vào phòng, trong phòng ấm giường đất tản ra nhiệt độ, tự nhiên là so bên ngoài ấm áp rất nhiều, tống nhạc sơn bỏ đi trên người kia thật dày da lông ghép nối khâu vá áo ngoài, cuốn lên khẩu ấm ở giường đất biên trong ấm trà đầu ấm áp nước trà, nguyên bản lạnh lẽo tay chân, này một chút cũng dần dần ấm áp lên, nguyên bản cảm thấy cái này nhật tử ngươi là nên trở về tới, kết quả vẫn luôn cũng không có gì động tĩnh, chỉ cho rằng muốn lại quá hai ngày mới trở về, thật đúng là không nghĩ tới lúc này trở về. Tạ Y Nam cười nói, kỳ thật vốn dĩ nên sớm hơn 10 ngày trước liền đã trở lại, bắt đầu mùa đông lúc sau thổ sản vùng núi thiếu rất nhiều, chỉ là Lý Thúc ở trên núi lại có phát hiện, liền cùng vài người cùng nhau, lại nhiều đãi mấy ngày, bất quá cũng không tính bạch đãi, sang tới rồi một con sơn hùng, bán không ít bạc, Tống Nhạc Sơn nói, về trễ, cũng liền nghĩ mau chóng đuổi lộ, trên đường cũng liền không ngừng lại, đi gấp, cũng không thấy thiên nhi, gặp được loại này tuyết thiên. Ngược lại là đi so ngày thường chậm rất nhiều có thể thấy được cha mẹ. Tạ Y Nam hỏi ý, ta coi trời chiều rồi, lại rơi xuống tuyết, đánh giá cha mẹ nghỉ ngơi, ta đi lúc sau lại là một phen lăn lộn, liền thông qua bên kia sân, suy nghĩ chờ sáng mai lại đi. Tống Nhạc Sơn đáp, ân. Tạ Y Nam gật đầu, đuổi một ngày đường, đánh giá ngươi cũng là đói bụng, ta đi cho ngươi làm điểm cơm ăn, đừng, ngươi nghỉ một lát, ta đi làm. Tống Nhạc Sơn thấy Tạ Y Nam đứng dậy, vội vàng chính mình trước đứng lên, vào đông cũng không có gì sự làm, này đoạn thời Nhật Ngọc Lan đi theo ta học biên đồ vật tay nghề, hơn nửa cuối năm, cửa hàng bên trong muốn đồ vật cũng không nhiều lắm, ta ban ngày cũng không vội cái gì, tạ y nam cười nói, ta này chân cũng hảo toàn, ngươi đừng lo lắng, ngươi đuổi một ngày đường, vẫn là nghỉ một chút đi, này một chút nói, liền cho ngươi xào cái màn thầu, thiêu cái trứng gà canh đi, hiện nấu cơm nói, tương đối phiền toái, này một chút nấu ăn cán sợi mì đều không có phương tiện, trong nhà đầu chưng màng thầu, xứng với hành thái trứng gà xào thượng một xào, có hương vị lại quảng no, lại đến cái nóng hầm hập trứng gà hàm canh, ăn xong trên người cũng nóng hầm hập, chương 142 tật xấu, có thể nói, đây là trước mắt nhất thích hợp cơm, thấy tạ y nam kiên trì muốn đi nấu cơm, tống nhạc sơn cũng liền gật gật đầu, thành, ngươi xem làm là được, ân, ừ, ngươi cũng ấm áp trong chốc lát, nghỉ một lát nhi đi tạ y nam cười sốc mành ra bên ngoài đi ta đi giúp nhị tẩu cùng nhau làm đi tống ngọc lan đứng lên tính toán đi theo tạ y nam hướng nhà bếp đi mới vừa đi hai bước lúc sau lại dừng một chút hại ta nhưng thật ra cảm thấy ta này một chút vẫn là chạy nhanh về nhà đi thôi liền căn nhà kia thiêu ấm áp cũng liền kia một chiếc giường nàng là sợ tạ y nam buổi tối ngủ sợ hãi cho nên tới bồi tạ y nam cùng nhau ngủ này một chút tống nhạc sơn đã trở lại Tống Ngọc Lan cảm thấy nếu là nàng còn lưu lại, chỉ sợ Tống Nhạc Sơn không địa phương ngủ, trời tối lộ hoạt, ngày mai lại về đi. Tống Nhạc Sơn chỉ nói, ta ngủ cái kia phòng là được, nhiều hơn giường chăn tử là được, yên tâm hảo, ở trong núi đầu kia nhà ở lọc gió, ngày thường cũng ngủ, không quan trọng, ân, ngươi vẫn là tạm thời chấp vá ở một đêm thượng đi, này một chút trở về, nương còn phải lên cho ngươi dọn dẹp, lại là một phen lăn lộn, tạ y nam nói, ngươi nhị ca ngủ cái kia phòng, chờ lát nữa ta cấp rót cái túi trường nóng, buổi tối cũng có thể ấm áp, trước kia không có đáp ấm giường đất thời điểm, buổi tối cũng đều là như vậy ngủ, chỉ cần trên người ấm áp, nhưng thật ra cũng không sao. Tống Ngọc Lan cũng liền gật gật đầu, kia thành, ta đây đi nhóm lửa, chị dâu em chồng hai người cùng nhau vào nhà bếp, mới vừa rồi Tống Nhạc Sơn đã đốt hỏa, này một chút trong nồi thủy chính tê tê mạo nhiệt khí, đơn giản đem kia nồi thủy cấp hoàn toàn thiêu khai, múc ra tới pha trà, rót ấm túi dùng, tiếp theo lại làm kia xào màng thầu, ngạnh màng thầu thiết tiểu khối, nấu hương hành thái sau nhập nồi phiên xào xối càng thêm muối, giấm, nước tương trứng gà dịch, trứng gà thục, màng thầu mềm, đó là có thể khởi nồi, lại dùng hành thái thiêu thượng một cái vị mặn trứng gà canh, này cơm cũng liền làm tốt, đoan đến trong phòng đi, hô tống nhạc sơn tới ăn. Đói bụng hơn phân nửa buổi tống nhạc sơn, này một chút nhìn đến thơm nước mềm xốp xào màng thầu, cơ hồ là ăn ngấu nghiến mà đối kia bàn trứng gà xào màng thầu bao vây tiểu trừ, càng quét, ăn chậm một chút, nếu là không đủ, lại cho ngươi làm, làm lên cũng mau. Tạ y nam đem canh chén hướng hắn bên này đẩy đẩy, uống chút canh, ân. Tống Nhạc Sơn uống một ngụm canh, đem trong miệng màng thầu nuốt đi xuống, tiếp theo ngẩng đầu nhìn nhìn, Tống Ngọc Lan bởi vì sợ lãnh, hơn nữa không muốn quấy rầy ở nhà chính tạ Y Nam cùng Tống Nhạc Sơn hai người, này một chút đã miêu hồi trong ổ chăn đầu đi, ta vừa mới liền muốn hỏi, ngươi vừa rồi nói ta gõ cửa thời điểm có cái thói quen, là cái gì thói quen? Tống Nhạc Sơn hỏi ý nói, chính hắn cũng không biết chính mình có cái này thói quen, cái này a. À. Tạ Y Nam nhấp miệng cười cười, người bình thường gõ cửa đều là gõ ba tiếng, thả tuần tự vững vàng, cái này ngươi cũng không ngoại lệ, cũng là gõ ba tiếng, chỉ là ngươi mỗi lần tiếng thứ ba thời điểm, sau trước hai tiếng đều phải dùng sức một ít, Thanh âm cũng lược lớn hơn một chút đây là việc nhỏ người bình thường không chú ý khả năng ta ngày thường đối thanh âm tương đối để ý nhưng thật ra chú ý tới này một tầng đảo cũng không xem như cái gì đặc thù chỗ là đối thanh âm tương đối để ý mới chú ý tới hắn cái này thói quen a à. tống nhạc sơn mãn nhãn chờ mong trung tức khắc ảm đạm một chút còn tưởng rằng là bởi vì để ý hắn cho nên liền này đó hơi chỗ cũng có thể phát hiện thoạt nhìn không phải có chuyện như vậy bất quá lời nói lại nói đã trở lại rốt cuộc là nữ tử da mặt tử mỏng cũng là bình thường mặc dù là như thế tưởng cũng không thể như vậy thản nhiên nói ra nghĩ vậy một tầng tống nhạc sơn này trong lòng cũng thoải mái rất nhiều chỉ nói thì ra là thế ta nhưng thật ra cũng chưa từng phát hiện việc nhỏ thôi rất nhiều người một ít thói quen nhỏ bởi vì chính mình thói quen liền cảm thấy không có bất luận cái gì khác thường cũng liền càng thêm không thèm để ý một người tật xấu cũng là như thế rất nhiều người không thấy mình khuyết điểm cũng là như thế tạ y nam cười nói tống nhạc sơn nghe vậy tức khắc ngừng lại một chút đích xác thói quen cùng tật xấu thường thường chính là như thế chính là bởi vì chính mình sớm thành thói quen cho nên thường thường vô pháp phát hiện đây là một cái tật xấu nhưng là người khác phàm là hơi chút lưu tâm một ít liền có thể xem rành mạch thậm chí còn sẽ tăng thêm lợi dụng tống nhạc sơn này tâm tức khắc trầm trầm xuống Thả hơi hơi đau đớn, ngươi làm sao vậy? Xem Tống Nhạc Sơn mới vừa rồi vẫn là vừa nói vừa cười đến, này một chút lại là không nói một lời có chút thất thần, thả trên mặt càng là tựa mông một tầng ảm đạm, tạ y nam thập phần kinh ngạc, Tống Nhạc Sơn tức khắc phục hồi tinh thần lại, không, không có gì, vừa mới. Cắn được đầu lưỡi, sợ là muốn ăn thịt đi. Tống Nhạc Sơn tùy ý tìm cái lý do, càng là từ khi thú nói, này ở trong núi đầu ngày thường nhất không thiếu đó là thịt chẳng lẽ là còn ăn không đủ không thành nguyên là bởi vì cái này tạ y nam tức khắc nở nụ cười các ngươi ở trong núi đầu tuy nói là món ăn hoang dã nhiều thịt nhiều nhưng các ngươi không am hiểu nấu ăn lại là đuổi thời gian ăn cơm đều là qua loa dọn dẹp một chút chính có thể ăn là được hương vị là không chú ý này đầu lưỡi tự nhiên là thèm ăn ngon thịt cha mẹ hôm nay cái còn nói chờ tuyết hóa lúc sau cùng đại bá bọn họ chúng ta bốn da chém đầu heo tới đến lúc đó bảo đảm có rất nhiều thịt heo tới ăn còn sợ có tham ăn thời điểm này chém đầu heo nguyên bản là tống thành điền chủ ý cũng coi như là mỗi năm ăn tết hảo hảo khao người nhà truyền thống vốn dĩ cũng không có gì chỉ là năm nay bởi vì tống nhạc thuận sự tình trong nhà đầu còn thiếu bạc tống thành hữu liền nói không thành nói liền không giết heo mua mấy cân thịt heo chắp vá qua năm chính là chỉ là tạ y nam nhìn trong nhà đầu vất vả một năm vì có thể làm nàng thiếu chịu chút mệt, tào thị ngày thường đều làm nàng ở lão viện ăn cơm, chẳng sợ nàng nói ra làm cơm chiều làm cho đại gia không như vậy mệt nhọc, cũng bất quá chính là làm ba bốn bữa cơm, tào thị liền kêu đình, chỉ làm nàng nghỉ ngơi, tào thị đãi nàng như thế, tà y nam trong tay bạc tự nhiên cũng không thể chết nắm chặt, liền đơn giản cầm tiền bạc ra này thịt heo tiền, càng là cho tào thị một ít, thêm vào một ít ăn tết thời điểm trong nhà dùng điểm tâm quả khô gì đó đồ vật. Tống Nhạc Sơn thấy Tạ Y Nam nói như thế, cũng là nở nụ cười, khi đến lúc đó nhất định đến hầm điểm thịt kho tàu, hảo. Tạ Y Nam cười mị đôi mắt, đúng rồi, cái này cho ngươi. Tống Nhạc Sơn trước buông xuống chiếc đũa, từ mới vừa rồi cởi áo ngoài nội bộ đâu trung, sờ soạn một cái tiểu bố bao ra tới, đưa cho Tạ Y Nam, đây là này đoạn thời nhật lên núi đi săn đến sở hữu tiền bạc. Tống Nhạc Sơn nói, Tạ Y Nam mở ra đến xem nhìn là một tiểu túi tán bạc vụn, còn có một ít đồng tiền, ước lượng phân lượng, ước chừng là mười mấy hai bộ dáng, bạc không nhiều lắm, ngươi trước thu, chờ sang năm khai xuân lại đi một chuyến trên núi, đánh giá đến lúc đó đủ dọn dẹp ra tới một cái tiểu viện tử, chờ mùa hè thời điểm, liền thu xếp một chút đem nhà mới cấp cái một chút. Tống Nhạc Sơn nói, chương 143 lăng đống cỏ khô, hảo. Tạ Y Nam gật đầu cười cười, Tống Nhạc Sơn cũng là cười cười, tiếp theo cúi đầu ăn cơm ăn xong rồi cơm tống nhạc sơn đoạt ở tạ y nam đằng trước thu thập chén bàn đi tẩy xuyến lại thu thập một phen từng người về phòng nghỉ ngơi hôm sau sáng sớm tuyết sớm đã ngừng phía đông lộ ra thái dương đỏ rực gương mặt tươi cười tống ngọc lan rời giường lúc sau chỉ hướng lão viện đi đi về trước cùng trong nhà thủ lĩnh nói một tiếng tạ y nam còn lại là thu thập một phen chuẩn bị đi làm cơm sáng đến nhà chính khi nghỉ nghỉ cũng liền không có đi kêu tống nhạc sơn ngày hôm qua đuổi một ngày đường buổi tối cơm nước xong ngủ cũng vãn này một chút vẫn là làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi tạ y nam như vậy nghĩ lập tức hướng phòng bếp đi kết quả còn chưa tới nhà bếp thời điểm liền nhìn thấy đã ở kia thiêu nhà bếp tống nhạc sơn ngươi đi lên tạ y nam rất là ngoài ý muốn mới vừa rồi ta còn suy nghĩ muốn hay không đánh thức ngươi kết quả ngươi đã đi lên sao đến không có ngủ nhiều trong chốc lát đến giờ liền tỉnh, cũng liền ngủ không được, tối hôm qua ngủ đến trầm, lên lúc sau đảo cũng cảm thấy mệt mỏi toàn tiêu, nằm ngủ không được càng khó chịu, không bằng lên làm điểm sống. Tống Nhạc Sơn cười nói, cái nồi này bên trong thủy đánh giá thiêu không sai biệt lắm, chờ lát nữa phóng điểm bột bắp đi vào, nấu điểm bột bắp hồ đi, thành, ta đem màn thầu hâm nóng, chưng cái trứng gà, lại xứng với chút dưa muối ăn đi. Tạ Y Nam ở nhà bếp đem kia dưa muối cái bình cấp tìm ra tới, này vẫn là dương trưởng quầy cấp, nói là nàng chính mình im rau cải ti tùy ăn tùy lấy liền thành ta trước hai ngày ăn một ít nhưng thật ra không tồi ngươi cũng nếm thử nói chuyện công phu tạ y nam liền lục cộng hành cắt thành nhỏ vụn hành thái cùng kia rau cải ti quấy một quấy tống nhạc sơn nhìn tạ y nam động tác hiểu ý cười cười ở bên ngoài bôn ba lao lực mấy tháng này một chút có thể an an tỉnh tỉnh cùng tạ y nam cùng nhau làm cơm sáng nhưng thật ra làm hắn có một chút năm tháng tỉnh hảo cảm giác chỉ làm hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, tươi cười đầy mặt. Bên kia lão trong viện đầu, Tào Thị cùng Tống Thành Hữu nghe Tống Ngọc Lan nói Tống Nhạc Sơn tối hôm qua đã trở lại, tự nhiên cũng là thập phần vui mừng. Đặc biệt Tào Thị, càng là thập phần vui mừng, nhắc mãi rất nhiều thiên, lại là hết hồn lại là chịu sợ, này một chút cuối cùng là bình an trở về nhà, này đoạn thời nhật ở trên núi đợi, nhất định là cơm không thể hảo hảo ăn, giác không thể hảo hảo ngủ, ăn không ít đau khổ, ta đây liền làm bột nhào bằng nước nóng bánh ngọc lan ngươi đi hô ngươi nhị ca cùng nhị tẩu trở về ăn cơm sáng tào thị cười ha hả nói nương nhị ca đã là đã trở lại này ăn cơm cũng không hề này nhất thời chờ buổi trưa cơm lại trở về ăn cũng không muộn nhị ca hôm qua cái đuổi một ngày đường này một chút chỉ sợ còn đang ngủ khởi không tới nhị tẩu thần khởi cũng chưa kêu nhị ca rời giường đâu nhị tẩu còn chuyên môn công đạo ta chuyện này nói là liền sợ nương vừa nghe đến nhị ca trở về liền chạy nhanh bận việc, làm nương ngươi đừng có gấp vội hoãn cho bọn hắn chuẩn bị cơm sáng, chờ buổi trưa ăn cơm thời điểm, bọn họ lại trở về ăn. Tống Ngọc Lan nói, là có chuyện như vậy, nhưng thật ra ngươi nhị tẩu suy xét chu toàn. Tào thị đánh lên ha ha, kia thành, liền buổi trưa đi, buổi trưa chúng ta làm vằn thắng ăn, muốn hành tây thịt. Tống Ngọc Lan cười nói, thành thành thành, hành tây thịt, phóng cái cải trắng tâm, Ngươi nhị tổ thích ăn tố nhân, ta chờ lát nữa cũng băm chút tố nhân. Buổi trưa chúng ta ăn sủi cảo. Tào Thị cười nói, được rồi. Tống Ngọc Lan hưng phấn gật gật đầu. Ăn qua thần dậy sớm cơm, một phen bận rộn, băm nhân, cùng mặt, làm vàng thắng, tới rồi buổi trưa thời điểm, này thơm ngào ngạt sủi cảo đó là tới rồi trong chén, đưa đến mọi người bên miệng, này ăn tới ăn đi, vẫn là nương bao sủi cảo ăn ngon. Tống Nhạc Sơn bưng tô bự một bên ăn sủi cảo một bên khen tàu thị tay nghề ngươi nếu là thích ăn ta đây mấy ngày nay nhiều cho ngươi làm một ít tàu thị yêu thương nhìn nhìn bởi vì lên núi đi săn rõ ràng giải nắng dầm mưa mà đen một tầng tống nhạc sơn nghe nam nhi nói ngọc lan hôn sự định ra tới tống nhạc sơn hỏi một miệng ân định ra tới ta và ngươi cha còn có ngọc lan nam nhi đều tương xem qua cũng hỏi thăm quá nhân gia không kém bác tự cũng đều thay đổi nghỉ hai tháng thời điểm, các gia tặng lễ hỏi lại đây, chuyện này liền tính là định ra tới, Tào Thị cười ha hả nói, đang nói chuyện công phu, bên ngoài chợt liền vang lên tới Hồ Thị Thanh Âm, Ngọc Lan Nương, Ngọc Lan Nương ở nhà không, Đại Tẩu. Tào Thị bưng chén sốt mành ra tới, nhìn thấy quả nhiên là Hồ Thị, cười tiếp đón, trong nhà chính ăn sủi cảo đâu, Đại Tẩu ăn cơm không, vào nhà một khối ăn chút, này một chút. Nơi nào còn có cái gì nhàn tâm ăn sủi cảo, ta nhưng cùng ngươi nói, đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Hồ Thị lao một phen trán, nói, mùa đông khắc nghiệt, nước đóng thành băng thời điểm, cái trán của nàng thượng đã là toát ra tới một tầng tầng tinh mịn mồ hôi. Hồ Thị lời này làm Tào Thị tức khắc ngẩn ra, sao đây là? Ra gì sự, xuân mầm kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử, cùng người khác lăn đóng cỏ khô. Hồ Thị phỉ nhổ nói, thật sự là không biết xấu hổ đĩ lãng, trên người còn có hôn sự đâu, lại là làm ra tới bực này tử sự sao là như thế này tào thị cũng là kinh ngạc một chút ngày thường nhìn xuân mầm chịu tội mạnh miệng cũng không dám nói một cái còn chỉ đương nàng là cái thành thật không nghĩ tới sẽ làm việc này cái này kêu tri nhân tri diện bất tri tâm ta và ngươi nói đệ muội việc này ngươi nhưng ngàn vạn đừng có gấp hồ thị chỉ vỗ tào thị mu bàn tay khuyên giải an ủi nói đại tổ lời này nói xuân mầm là kêu ta một tiếng đại nương nhưng luận khởi tới cũng chính là bối phận bài hai nhà luận khởi tới liền gần môn đều không tính là nàng làm ra tới việc này phía trên có cha mẹ quản giáo chúng ta nhiều lắm chính là chính mình ngầm nói hai câu có thể gì cấp đệ muội này cùng xuân mầm lăng đóng cỏ khô tử người họ cắt hồ thị phát giác chính mình mới vừa rồi không có nói rõ ràng này một chút cắn răng nói họ cắt sao tào thị nói một nửa tức khắc sửng sốt một chút không thể tin tưởng nhìn về phía hồ thị là các gia hà hồ thị gật đầu bất đắc dĩ đúng vậy này rốt cuộc là sao hồi sự. Tào thị chỉ cảm thấy đầu ông một chút, ta cũng không biết rốt cuộc là sao hồi sự, nghe thấy nói xuân mầm tháng này nguyệt sự không có tới, còn cả ngày ghê tẩm nôn khang, như thế nào nhìn đều là thai ngén bộ dáng, này hoa cúc đại khuê nữ, nơi nào có thể thai ngén, nàng nương liền đánh mang mắng hỏi nàng sao hồi sự, xuân mầm liền thành thật công đạo hòa giải các gia hà lăng đống cỏ khô tử, hồ thị lau một phen mồ hôi trên trán, nói, này một chút, Mạnh thị chính cãi cọ ầm ý muốn đi cắt gia thảo cái cách nói đi, ngươi nói chuyện này chỉnh, hồ thị cũng là tấp thẳng dậm chân. Này Tống Ngọc Lan cùng các gia hà hôn sự, nàng xem như nửa cái bà mối, bận rộn trong ngoài, chạy trước chạy sau, liền chờ đến lúc đó chất nữ vẽ vang xuất giá, xem hai cái xứng đôi kim đồng ngọc nữ thành tựu một đoạn lương duyên, chương 144 hù dọa, này khen ngược, nửa đường thượng xảy ra chuyện, vẫn là loại này làm người cảm thấy giống ăn cái rùi bỏ giống nhau, ghê tởm vô cùng sự, không phải, này các gia hà gì thời điểm cùng Tống Xuân Miêu thông đồng, còn có, việc này rốt cuộc là thật hay giả. Không phải nói bừa đi, tào thị như thế nào đều không thể tin tưởng, chính mình gia khuê nữ hôn sự, thế nhưng thành dáng vẻ này, nàng tình nguyện tin tưởng đây là có người tin việc, này ai có thể biết hai người sao thông đồng. Hồ Thị cũng là căm giận mà phỉ nhổ, giả là khẳng định sẽ không giả, nếu là không thể nào, Xuân Mầm cũng không dám bịa đặt lung tung mà lại cứ nói đến là các gia lòng sông đi lên. Ta mới vừa nghe việc này thời điểm cũng hoảng sợ, chuyên môn chạy tới hỏi Xuân Mầm, Xuân Mầm một mực chắc chắn chính là các gia hà, này hẳn là không sai được, cái này mấu chốt, ta cũng đừng động gì thời điểm thông đồng, bởi vì gì thông đồng, này một chút cũng không phải tưởng chuyện này thời điểm, việc cấp bách vẫn là đến nhìn xem sao cái ứng đối cho thỏa đáng, này còn có thể sao cái ứng đối, đều cái này phân thượng, còn nói cái gì ứng đối. Tống thành hữu ninh mi, nói, đều thành như vậy, này hôn sự tự nhiên là lưu đến không được, kêu bà mối tới, đêm này việc hôn nhân cấp lui, một bên tạ y nam miếng môi. Các gia hà hôn trước lêu lỏng, mười phần tra nam một cái, người như vậy chỉ nghĩ nửa người dưới sung sướng, căn bản đều không có suy xét đến mặt khác bất luận cái gì sự tình, tự nhiên không thể trở thành một cái hảo trượng phu, cũng tuyệt đối không thể xưng là là Tống Ngọc Lan lương xứng, loại này hôn sự, thành thật là không thể thành từ hôn là thế ở phải làm chỉ là cái gì thời điểm đi từ hôn là yêu cầu suy xét sự tình cha nương ta suy nghĩ này một chút tống xuân miêu sự nháo ra tới mạnh thím nhất định lãnh xuân mầm đi các gia thảo muốn nói pháp liền thừa dịp lúc này cùng các gia nói rõ ràng đem hôn sự tấp lui nhất thích hợp tạ y nam đề nghị nói từ hôn loại chuyện này vô luận là nhà trai đưa ra vẫn là nhà gái đưa ra nhiều ít đều sẽ đối nữ tử thanh danh có tổn hại nhưng nếu là sự ra có nguyên nhân, vậy phải nói cách khác, đã là như thế, vậy thừa dịp Tống Xuân Miêu cùng Mạnh Thị nháo tới cửa, mọi người lên án mạnh mẽ các gia hà ác hành là lúc, đem hôn sự cấp lui, cũng miễn cho sau này lại lãng phí môi lưỡi cùng người khác giải thích việc này, là có chuyện như vậy. Tống Thành Hữu gật đầu, này cộc sự tới đột nhiên, nhà chúng ta cũng đến giao sắc chặt đây rối, miễn cho sự tình nói không rõ, sơn tử, thuận tử, các ngươi hai người, chờ lát nữa đi theo ta đi tìm bà mối, đi tranh các gia, đem việc này cùng bọn họ nói một câu, đem việc hôn nhân cấp lui, thành. Tống Nhạc Thuận cùng Tống Nhạc Sơn đều là ứng, cúng quyết cầm chén trung sủi cảo lột cái sạch sẽ, đi theo Tống Thành Hữu liền ra cửa, hồ thị là nửa cái bà mối, chuyện này nàng cũng đến đi, vì cấp chất nữ xuất đầu, lại hô Tống Thành Điền, còn có nhi tử Tống Nhạc Bảo cùng hướng các gia đi, nhà này bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn liền chỉ còn lại có tạ y nam, Tào Thị, Tống Ngọc Lan cùng mang theo Tống Khang Bình ở nhà Quách Thị, em đẹp làm người vui mừng hôn sự, này một chút thành ấm áp sự, ai trong lòng đều không thoải mái, đều rầu rĩ không nói lời nào. Tào Thị này hốc mắt là đỏ lại hồng, chỉ nghĩ duỗi tay lôi kéo Tống Ngọc Lan khóc thượng một trận, trong lòng càng là đem kia cắt da mắng một lần lại một lần, lại đem Tống Xuân Miêu cấp mắng một lần lại một lần, càng là thương tiếc chính mình gia khuê nữ vì sao như vậy mệnh khổ, quán thượng như vậy cái làm người khó chịu sốt ruột sự tình tạ y nam trong lòng cũng không phải cái tư vị không nói đến tống ngọc lan đối kia các gia hà có hay không cảm tình rốt cuộc là đính xuống việc hôn nhân này các gia hà đó là tống ngọc lan vị hôn phu vị hôn phu làm ra bực này lệnh người khinh thường dơ bẩn sự hơn nữa vẫn là cùng chính mình đánh tiểu cùng nhau bạn chơi cùng làm hạ hoàn toàn là cho tống ngọc lan lau hắt nàng trong lòng nhất định là thập phần khổ sở tạ y nam trong lòng thở dài duỗi tay vỗ vỗ tống ngọc lan bả vai không có việc gì ngọc lan ngươi còn nhỏ sau này còn có rất nhiều người trong sạch đúng vậy ngọc lan đừng hướng trong lòng đi quách thị tuy rằng ngày thường đối cái này bị sủng hư cô em chồng đánh trong lòng thích không nổi nhưng cô em chồng gặp được loại sự tình này trong nhà đầu gặp được loại sự tình này quách thị cũng là thổn thức không thôi trong lòng không đành lòng đúng vậy đừng hướng trong lòng đi chờ sau này nương lại cho ngươi tìm cái tốt sau này các gia hà càng tốt nhân gia tới ngươi đừng thương tâm tào thị cũng khuyên kỳ thật lúc này ra việc này cũng không thấy đến là kiện chuyện xấu tạ y nam ánh mắt hơi lóe nói này các gia hà làm người không tốt lại làm ra bực này đạo đức suy đồi việc may là lúc này bị phát hiện chúng ta còn có thể tới cửa lấy lại công đạo lui hôn ly những người này rất xa nhưng nếu là thành hôn sau lại làm ra tới loại sự tình này nói kia thật đúng là đánh nát nha hướng trong bụng đầu nuốt này một chút cũng coi như là nhân lúc còn sớm nhận rõ các gia hà làm người, sau này cũng coi như là rời xa một cái hố lửa, xem như một chuyện tốt. Ngư Nhị tẩu lời nói không tồi, là có chuyện như vậy, sớm một chút nhận rõ cái này các gia hà gương mặt thật, cũng coi như là không hướng hố lửa bên trong nhảy, xem như một chuyện tốt." Tào thị phụ họa nói, vẫn luôn mặt không lên tiếng Tống Ngọc Lan, này một chút là nhìn xem vẻ mặt lo lắng tạ Y Nam, nhìn xem đồng dạng lo lắng vô cùng Tào thị nhìn nhìn lại thần sắc ảm đạm quách thị, tới rồi cuối cùng, lại là phục cười ra tiếng tới, mọi người đều là sửng sốt, đặc biệt là tào thị, duỗi tay liền ôm lấy tống ngọc lan, con của ta, ngươi nhưng đừng hù dọa nương, một bên còn lại là hướng tạ y nam hô, các ngươi chạy nhanh đi tìm căn gậy gộc tới làm ngọc lan cắn, ngọc lan đánh giá nếu là dưới sự tức giận thất tâm phong, đừng chờ lát nữa nổi cơn điên cắn được chính mình đầu lưỡi, ta đây liền đi. Sắc mặt tái nhợt quách thị, bỏ xuống Tống Khang Bình liền chạy nhanh đi tìm gậy gộc. Tạ Y Nam còn lại là nhìn Tống Ngọc Lan trong chốc lát, nói, nương, Ngọc Lan giống như không có việc gì, không có việc gì. Tào Thị mới đầu nghi hoặc, tiếp theo kiên định lắc lắc đầu, sao có thể, chuyện lớn như vậy, lại vô tâm không phổi người chỉ sợ đều đến khóc thượng một hồi, Tống Ngọc Lan lại là ở chỗ này hì hì cười, cũng không phải là được thất tâm phong sao, nương, nhị tẩu nói rất đúng, ta là thật sự không có việc gì, Tống Ngọc Lan đi tránh thoát đem chính mình ôm đến gắt cao Tào Thị, uống say người, đều nói chính mình không uống say. Tào Thị nói, Tống Ngọc Lan tức khắc bị nghẹn đến nói không ra lời, nương, Ngọc Lan thật không có việc gì, không tin ngươi xem, tạ y nam vén tay áo, đem chính mình bàn tay duỗi ra tới, đây là mấy cái ngón tay, bốn cái, ta đây hỏi lại ngươi, ngươi kêu gì, đại ca ngươi nhị ca gọi là gì, ta kêu Tống Ngọc Lan, đại ca Tống Nhạc Thuận, nhị ca Tống Nhạc Sơn vừa rồi buổi trưa ăn cái gì cơm, nương bao sủi cảo, hành tây cải trắng tâm nhân thịt, nương làm vàng thắng thời điểm, có khối sủi cảo da rớt trên mặt đất, nương không bỏ được ném, vỗ vỗ thổ lại bao thành sủi cảo. Tống Ngọc Lan cười hì hì nói, chương 145 lại nói không muộn, thành, nương lúc này có thể tin đi. Tạ Y Nam nói, nói đến cái này phân thượng, Tào Thị tự nhiên cũng liền hoàn toàn tin, chỉ buông lỏng ra kiềm chế trụ Tống Ngọc Lan cánh tay, lại bởi vì mới vừa rồi Tống Ngọc Lan nói những lời này đó, mặt già đỏ lên, nói, nói ăn sủi cảo liền ăn sủi cảo, nói mấy chuyện vớ vẩn ấy làm chi, không nói cái này nói, cũng sợ nương luôn cảm thấy ta phải thất tâm phong. Tống Ngọc Lan cười hì hì nói, người bình thường nghe nói chuyện này, không tìm chết nị sống nhiều cũng liền thôi, ít nhất cũng sẽ khóc thượng một hồi, người này nửa điểm phản ứng, còn ở kia hì hì cười, không cảm thấy ngươi được thất tâm phong mới là lạ tào thị trắng tống ngọc lan liếc mắt một cái tiếp theo cười mắng ai biết ngươi còn liền thật là cái vô tâm không phổi tới rồi cái này mấu chốt thượng lại là còn cười được ta cũng không phải là đến cười sao nhị tẩu mới vừa nói nói không tồi này tính thượng là một cọc chuyện tốt nhưng lúc còn sớm nhận rõ họ các gương mặt thật cũng miễn cho gã qua đi lúc sau lại bị tội ta nghĩ thông suốt này một tầng tự nhiên cũng liền cảm thấy cao hứng tống ngọc lan nói chuyện thời điểm thậm chí còn giả trang cái mặt quỷ lời này nói chính là không tồi tránh cho tương lai tổn thất đích xác có thể nói là một kiện đáng được ăn mừng sự tình nhưng lại nói như thế nào gặp được chuyện này nói rốt cuộc là làm nhân tâm không thoải mái sự như thế nào đều không nên xem như một kiện có thể làm người cười ra tiến tới sự tình nói cách khác chính mình khuê nữ thật sự cũng là thuộc về vô tâm không phổi cái loại này tào thị vẫn là nhịn không được tưởng cấp tống ngọc lan hai cái xem thường nhưng nghĩ lại ngẫm lại nói này vô tâm không phổi cũng gọi là rộng rãi rộng rãi này trong lòng mới có thể không khó chịu cũng chính là như vậy vô tâm không phổi nàng cái này làm nương mới có thể không như vậy lo lắng nếu là tống ngọc lan khóc sướt mướt tìm chết nị sống kia nàng nhưng không được sầu đã chết nói đến nói đi cũng coi như là không kém tóm lại khuê nữ chỉ cần không khổ sở nàng trong lòng cũng liền thoải mái rất nhiều nghĩ thông suốt này một tầng Tào Thị cũng liền không so đo nhiều như vậy, chỉ hô Quách Thị nói Tống Ngọc Lan không có việc gì, chớ có lại đi tìm cái gì gậy gộc, lại cùng Quách Thị cùng nhau cùng nhau thu thập chén đổ đến nhà bếp đi tẩy xuyến. Tống Ngọc Lan còn lại là ở nhà chính kia thiêu vượng vượng tiểu bếp lò kia, đùa với miêu chơi, tứ thúc gia dưỡng miêu, sinh tiểu miêu. Trong nhà đầu ôm một con hắc bạch giao nhau tới, nghĩ sau này trưởng thành có thể ở trong nhà đầu đợi bắt lão thử. Này một chút tiểu miêu chính qua ở bếp lò bên cạnh sưởi ấm, thấy tống ngọc lan cùng nó chơi liền ở nơi đó mừng rỡ không có việc gì đi tạ y nam vỗ vỗ tống ngọc lan bả vai không có việc gì tống ngọc lan ngửa đầu cười cười này một chút nương không ở nơi này nếu là trong lòng không thoải mái cùng nhị tẩu nói nói tống ngọc lan là cái hiểu chuyện hài tử không bài trừ nàng vì không cho tào thị lo lắng mà cường đánh tinh thần thật đúng là không có việc gì tống ngọc lan chớp chớp mắt hướng tạ y nam cười nói ta thật đúng là không đem chuyện này để ở trong lòng tống ngọc lan nói chuyện thời điểm hướng tạ y nam trước mặt thấu thấu thanh âm cũng là càng thêm mà thấp không sợ cùng nhị tẩu ngươi nói câu thổ lộ tình cảm nói cùng các gia từ hôn ta là thật không để ở trong lòng cũng không cảm thấy có nửa phần không cao hứng ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra dường như cũng không biết vì sao bất quá việc này ngươi đừng cùng nương nói nương nếu là biết chỉ sợ là càng thêm cảm thấy ta là cái vô tâm không phổi ngốc cô nương Tống Ngọc Lạp nói chuyện thời điểm, hướng tạ y nam thè lưỡi, hảo. Tạ y nam cười tủng tiễn ứng hạ, lại là ánh mắt hơi lóe, tâm tư động lại động, này Tống Ngọc Lan tùng khẩu khí nguyên nhân, nàng chính mình không biết, tạ y nam lại là biết đến, thời đại này nữ tử, tiếp thu đến tam cư ngũ thường tư tưởng lý niệm, mà này đó tư tưởng cũng sớm đã khắc vào trong đầu, làm các nàng theo bản năng làm phù hợp thời đại này quy củ sự tình, Tống Ngọc Lan chính là như vậy, ở đối mặt tào thị đính thân chuyện này thời điểm nàng đáy lòng đại để là không quá vui chỉ là nàng tư tưởng lại làm nàng theo bản năng nhận định chính mình hẳn là đồng ý tới chuyện này không nên làm cha mẹ quá nhiều nhọc lòng chính mình hôn sự nhưng đồng ý việc này sau nàng sâu trong nội tâm lại là không vui không cao hứng nàng chính mình có lẽ đều không thể phát hiện bởi vậy mới có mấy ngày nay rầu rĩ không vui thậm chí chỉ cho rằng chính mình là vì tương lai phải rời khỏi nhà mẹ đẻ rời đi cha mẹ mà trong lòng không tha hiện giờ việc này từ bỏ hơn nữa là danh chính ngôn thuận đối nàng không có bất luận cái gì tổn thương dưới tình huống từ hôn tống ngọc lan tự nhiên cũng liền từ tâm dựng lên nhẹ nhàng thở ra thậm chí còn có chút vui mừng tạ y nam tinh tế nghĩ đến cảm thấy như thế đó là thập phần phù hợp tống ngọc lan tâm lý quá trình bất quá nàng biết về biết lại không tính toán muốn báo cho tống ngọc lan cũng hoàn toàn không tính toán muốn giúp nàng phân tích tạ y nam nghĩ thông suốt này một tầng cười nói đừng động nói như thế nào đã là ngươi trong lòng vui mừng vậy là tốt rồi ta đây cũng liền an tâm rồi yên tâm đi tẩu tử tống ngọc lan ngọt ngào cười nói bất quá lần tới nếu là cha mẹ lại cho ngươi đính hôn sự ngươi cực kỳ có thể không cần nhanh như vậy làm quyết định không bằng nhìn xem ý nghĩ của chính mình ân ừ, chính là xem chính mình hay không cao hứng này như thế nào nói Tống Ngọc Lan có chút không rõ nguyên do, chính là nói, xem ngươi nhìn thấy đối phương có phải hay không sẽ không tự chủ được cười rộ lên, nếu là có thể cười rộ lên, ta cảm thấy không sai biệt lắm là có thể đáp ứng rồi, nếu là cười không nổi, vậy đừng đáp ứng." Tạ Y Nam cười nói, "Như vậy a." À. Tống Ngọc Lan gãi gãi lỗ tai, kia nói như vậy, nếu là quay đầu lại ta cao hứng, cha mẹ không cao hứng làm sao? Khi đến lúc đó nên nghe ai? không nói đến chuyện này không thấy được ngươi cao hứng cha mẹ liền nhất định sẽ không cao hứng mặc dù là thật gặp được như vậy chỉ sợ cũng là ngươi nếu là cao hứng cha mẹ cũng có thể đi theo vui mừng bất quá cụ thể vẫn là đến lúc đó lại xem tạ y nam cười nói thật gặp được kia chuyện thời điểm lại nói cũng không muộn nhưng thật ra có chuyện như vậy hại tương lai sự ai nói đến chuẩn đâu chờ sau này rồi nói sau tống ngọc lan hì hì nở nụ cười này một chút có thể cùng cha mẹ ở một khối cùng nhị tẩu ngươi ở một khối, ta liền rất cao hứng, nói chuyện công phu, Tống Ngọc Lan cũng đã nhào tới, cùng tạ y nam chơi đùa thành một đoàn, ở ngoài cửa mặt, sốc mạnh hướng trong phòng nhìn đến tào thị, này một chút buông xuống trong tay miên mành, thở dài, nguyên bản chỉ đưa Ngọc Lan đây là sợ chúng ta thế nàng lo lắng, mới làm bộ cao hứng, này một chút nhìn tới, đảo thật đúng là không phải làm bộ, là thật cao hứng, khi nương ngươi còn không cao hứng. Quách thị nhìn mặt của mày ê tào thị, không thể hiểu được. Ngọc Lan cao hứng tuy nói là một chuyện tốt, lòng ta cũng có thể tùng một hơi, nhưng nàng này một cao hứng, ta này đáy lòng bên trong liền càng là phạm nói thầm, liền cảm giác cùng các gia này hôn sự, nguyên bản nàng liền không thoải mái, là ta ở chỗ này đè nặng, nàng mới đáp ứng. Tào thị tức khắc lòng tràn đầy ấy nấy, quách thị ở một bên khuyên giải an ủi nói, nương, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, đều là nghĩ vì Ngọc Lan hảo không phải. Chờ lần tới, nương nhiều nhìn xem Ngọc Lan ý tứ còn không phải là, chương 146 từ hôn, lúc này việc này, chỉ sợ Ngọc Lan trong lòng cũng không thoải mái, làm mai việc này, không thành lại sau này đẩy đẩy, sau này rồi nói sau, đơn giản Ngọc Lan tuổi tác còn nhỏ, lại trì hoãn 2 năm, nhưng thật ra cũng không gì đại sự, Tào Thị thở dài nói, sau này rồi nói sau, không nóng nảy, ân. Quách Thị gật gật đầu, ánh mắt hơi lóe. Tống Thành Hữu, Tống Nhạc Thuận cùng Tống Nhạc Sơn thẳng đến buổi tối thiên sát hắt thời điểm mới trở về. Sự như thế nào? Đơn giản Tống Ngọc Lan đối với Từ Hôn cũng thập phần tán đồng, thả thập phần vui. Tào Thị cũng không như vậy nóng vội, chờ ba người vào nhà, uống lên một ly trà, mới chậm rì rì hỏi ý. Chúng ta đi thời điểm, các gia nhưng thật ra thập phần náo nhiệt. Tống Thành Hữu nói, Mạnh Thị chính mang theo Tống Xuân Miêu ở kia khóc nháo hỏi các gia muốn cái cách nói, xem cái kia bộ dáng đánh giá khóc náo loạn một thời gian, chúng ta đi vào lúc sau, cũng không nhiều lời bên, trực tiếp liền đề ra từ hôn sự tình, các gia hà mặt không lên tiếng, nhưng thật ra các phụ một phen nhận lỗi, nói rất nhiều lời hay, làm trò chúng ta mặt đem kia các gia hà cấp đánh chửi một hồi, lại đối với chúng ta nói rất nhiều giữ lại nói, sau lại thấy chúng ta thái độ kiên quyết, liền cũng liền đem sinh thần bác tự còn trở về, trước khi đi thời điểm, tặng một túi mễ cùng mặt, tính làm là nhận lỗi tạ lỗi này gạo và mì chúng ta nguyên bản là không thu, nhưng cẩn thận ngẫm lại việc này sau này không nghĩ lại cùng các gia có bất luận cái gì liên quan, việc này lại thật là các gia sai lầm, kết quả là liền đem này gạo và mì thu, cùng nhau mang theo trở về, nói tóm lại, sự tình nhưng thật ra thập phần thuận lợi, xem như tạm thời hiểu rõ, cha còn nói đâu, kia các phụ cũng không phải cái ngốc, bên ngoài thượng sợ chúng ta ở nơi đó chọn lý, cố ý làm trò chúng ta mặc đánh chửi các gia hà, kia bàn tay đều là hư thật sự là làm cấp người ngoài nhìn đến tống nhạc thuận căm giận bất bình nói theo ta thấy kia này các phụ cũng là cái cưng chiều hài tử không biết nặng nhẹ lại thấy kia tống xuân miêu trong bụng đầu có nói không chừng này tâm tư đã sớm chạy theo ta thấy việc này làm nhà chúng ta hổ thẹn một túi gạo và mì căn bản là không tính cái gì phải hỏi nhà bọn họ nhiều muốn chút tiền bạc mới tính đủ đâu tống nhạc thuận quát mới vừa rồi ngươi nương không phải nói sao từ hôn việc Ngọc Lan nhưng thật ra cũng thập phần tán đồng, nghĩ đến đối việc hôn nhân này Ngọc Lan cũng là không quá tán thành, này một chút lui cũng coi như là tùy nàng nguyện, đã là như thế nói, vậy mau chóng chấm dứt này cọc sự là được, không cần tái sinh ra quá nhiều sự tình, lại bởi vì chuyện này cò kè mặt cả, không biết, Tống Thành Hữu nói, nói nữa, nếu là chúng ta nhiều muốn đồ vật, ở các gia cũng hảo, người khác trong mắt cũng thế, nhưng thật ra cảm thấy chúng ta đặc biệt xem trọng việc hôn nhân này vì thế tìm chết nị sống giống nhau làm người coi khinh chúng ta không nói lại sau này chỉ sợ cũng có người cảm thấy ngọc lan trong lòng nhớ thương các gia hà không dám cấp ngọc lan làm mai này mọi việc có lợi có tệ bên ngoài thượng nhìn chúng ta nhiều đến chút gạo và mì gì nếu vì thế bị thương bên liền không thỏa đáng này một chút bác tự cũng lấy về tới việc hôn nhân cũng lui cũng cùng bà mối gì đó nói rõ chuyện này việc này liền tính cũng đừng nhắc lại chuyện này ân cha nói chính là Tống Nhạc Thuận thấy Tống Thành Hữu nói như thế, liền cũng liền gật gật đầu. Phụ tử hai người nói xong lời nói, Tào thị bên này lại đã mở miệng, "Việc này hiểu rõ, các gia ly chúng ta nơi này rốt cuộc cũng xa một ít, sau này nhất định cũng là không thấy được mặt. Cái này không cần lo lắng, sau này Tống Xuân Miêu trong nhà người cùng sự, đừng lại đánh đối mặt, sau này coi như không cái này thím, không quen biết này người một nhà, nếu là sau này hỏi lại nhà chúng ta mượn đồ vật, giống nhau không được đáp ứng rồi đi." chuyện này cùng cha ngươi nói giống nhau không thể để cho người khác cảm thấy nhà chúng ta vì thế sao giống nhau đi nhà nàng nháo nhưng việc này các nàng gia làm không đạo nghĩa là thực xin lỗi nhà chúng ta chúng ta cũng không thể nói không tức giận để cho người khác cho rằng nhà chúng ta là mềm quả hồng có thể tùy ý khi dễ quay đầu lại ta cũng cho các ngươi đại bá nhị bá tứ thúc mấy nhà nói một câu việc này chúng ta có thể không đề cập tới lại là cũng không để yên mọi người đều là gật đầu xưng là chuyện này nương không cần phải nói, phỏng chừng còn lại mấy nhà trong lòng cũng đều hiểu rõ, đừng nói cái này, chỉ sợ toàn thôn tử người đều hiểu rõ, biết nên làm như thế nào, tạ y nam nói, tự nhiên là hiểu rõ, chưa kết hôn đã có thai, làm ra bực này đồi phong bại tục sự tình cũng liền thôi, người nếu là thông đồng cái người đàn ông độc thân cũng thế, lại cứ thông đồng chính là cái đính việc hôn nhân. Hơn nữa vẫn là cùng thôn người đính xuống việc hôn nhân người, này chỉ có thể nói là bụng dạ khó lường, tâm địa ác độc tống xuân miêu phía dưới còn có vài cái muội muội chậm rãi đều phải lớn lên trưởng tỷ là dáng vẻ này phía dưới muội muội nhất định hảo không đến chạy đi đâu đến lúc đó ai có thể bảo đảm lại sẽ đi thông đồng ai vị hôn phu thông đồng nhà ai trượng phu sau này các gia các hộ chỉ sợ đều phải đem chính mình gia nam nhân cùng tiểu tử coi chừng vì nhà mình an toàn nhà mình khuê nữ cùng nhi tử thanh danh chỉ sợ sau này cũng không dám lại cùng các nàng một nhà có bất luận cái gì lui tới tống xuân miêu một nhà chỉ sợ sau này nhất định sẽ bị toàn thôn người đều cô lập lên tạ y nam vừa nói lời này những người khác tức khắc đều minh bạch trong đó ý tứ đều là cho nhau nhìn thoáng qua mạnh thị sau này chỉ sợ là muốn đánh chết này tống xuân miêu quách thị châm chọc nói dưỡng ra tới như vậy một cái mất mặt xấu hổ nữ nhi đánh giá cũng là tức giận đến không nhẹ khi đảo không nhất định mạnh thị trong mắt chỉ có tiền bạc này một chút không biết như thế nào cao hứng đâu tào thị biểu môi ban đầu cấp tống xuân miêu đến nhà chồng, bất quá muốn mười mấy lượng bạc làm lễ hỏi, này một chút trong bụng có đồ vật, chuyện này lại nháo lớn như vậy, các gia là không thể không cưới tống xuân miêu quá môn, đã là như thế nói, nàng còn không được công phu sư tử ngoạm đi, các gia gia cảnh cũng cũng không tệ lắm. Mạnh thị nhất định cảm thấy sao đem tống xuân miêu gả cho một cái vô lại kiếm tiền nhiều, này một chút không chừng ở nơi đó nhạt a đâu, kia thật sự là tiện nghi các nàng gia, quách thị nghe vậy, càng thêm sinh khí khi đảo cũng chưa chắc, mới vừa rồi Sơn Tử tức phụ không phải nói sao, sau này nhà nàng thanh danh xem như hủy hoại, người trong sạch ai dám đi nhà nàng làm mai, sau này trong thôn đầu người đều đến trốn tránh nàng, liền nhiều vớt mấy lượng bạc, cũng đảm đương không nổi cái gì dùng, Tào Thị chỉ lời nói thấm thía nói, người này kia, vẫn là không thể chỉ xem tiền, chỉ gì cũng không để ý, là như vậy lý lẽ. Tống Thành Hữu trả lời nói, Thành, việc này cũng coi như là hiểu rõ, sau này cũng đừng nhắc lại, miễn cho trong lòng không thoải mái, này bận việc hơn phân nửa buổi, chạy nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong đều từng người trở về nghỉ ngơi, này ly ăn Tết càng ngày càng gần, mấy ngày nay cũng đến vội vàng dọn dẹp một chút đồ vật, hôm nay đã là tháng chạp 20, ly ăn Tết thật là chỉ còn 10 ngày, cắt thịt, chưng màng thầu, quét dọn nhà cửa tử, xây đậu hũ. Thượng vàng hạ cám, có vội đâu, chương 147 sinh. Sinh hài tử nghe tống thành hữu như vậy vừa nói nói mọi người cũng không hề ở chỗ này xả nhàn thoại chỉ chạy nhanh vội vàng thịnh cơm mở tiệc tử lấy băng ghế bắt đầu ăn cơm cơm nước xong tạ y nam cùng tống nhạc sơn cũng liền phải hồi chính mình trong viện đầu nghỉ ngơi trước khi đi thời điểm tào thị gọi lại tống nhạc sơn sao nương tống nhạc sơn hỏi ý nói cái này ngươi lấy hảo tào thị đem một cái bao kín mít giấy dầu bao đưa cho hắn đây là gì đây là ta đi cho các ngươi tìm thần dược. Tào thị đè thấp thanh âm nói, là từ mã bà tử kia cầu, linh nghiệm vô cùng, ngươi cầm trở về, một ngày tam bữa cơm, chỉ lấy như vậy một đinh điểm đặt ở cơm canh bên trong, làm ngươi tức phụ ăn xong đi liền thành, không phải, nương, nam nhi thân mình khỏe mạnh, em đẹp vì sao muốn uống này dược, hơn nữa nếu là tạ y nam thân mình không tốt, muốn uống thuốc nói, tào thị chỉ cùng nàng nói thẳng chính là, như thế nào này một bộ hiển nhiên không nghĩ làm nàng biết chỉ cùng hắn đứa con trai này thần lãi nhãi nói, nói nhỏ chút. Tào thị chụp tống nhạc sơn một chút, này dược là trợ dựng dược, ngươi cùng Nam Nhi hai người thành hôn lâu như vậy, bụng còn không có động tĩnh, ta nơi này nhưng thật ra không gì, nếu là truyền ra đi nói, còn không được bị người ta nói nói, nói Nam Nhi không còn dùng được gì, mã bà tử nói, này dược liền như vậy ăn, ăn thượng 10 ngày, bảo đảm có thể hoài thượng, các ngươi liền làm thí điểm khẩn, đúng hạn đem cái này dược cấp ăn. Sớm một chút cho ta ôm cái đại béo tôn tử, đúng rồi, việc này đừng cho Nam Nhi nói, nàng da mặt mỏng, ta sợ nói trên mặt nàng không nhịn được, nếu là cảm thấy ta là ghét bỏ nàng không thể sinh hài tử, vậy không hảo, thành, ta đã biết nương, Tống Nhạc Sơn ở suy tư trong chốc lát sau đêm này tiểu giấy bao nắm chặt ở trong tay, nói, chỉ là sau này nương đừng lại lấy bên dược, sau này cũng đừng chính mình tự tiện cấp Nam Nhi ăn cái gì trợ dựng đồ vật, này dược cùng dược chi gian, dùng lượng bất đồng tương hướng không tương hướng cũng đều khó mà nói đừng đến lúc đó ra cái gì đường rẻ này ta biết này còn không phải là sợ cái này ta đơn độc đưa cho ngươi chính là sợ rối loạn tào thị cười nói vậy ngươi nhưng ngàn vạn nhớ rõ nhất định đến làm nam nhi ăn đừng quên yên tâm đi nương ta đã biết tống nhạc sơn đem kia giấy bao sủy ở trong tay áo đầu thành nương chúng ta đi về trước ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi ngày mai cha không phải còn nói muốn sớm một chút quét phòng ở quét tước sân gì đánh giá còn phải dậy sớm đâu ai ta đã biết ngươi nhưng nhớ rõ làm nam nhi ăn tào thị không yên tâm nhiều luôn mãi dặn dò nhớ rõ chúng ta về trước tống nhạc sơn nói xong liền lãnh tạ y nam trở về đi rồi mới vừa nương cho ngươi nói gì thần thần bí bí tạ y nam cười hỏi chưa nói gì liền nói này đoạn thời nhật ngươi ở trong nhà đầu bận rộn trong ngoài vất vả thực làm ta đã trở về đối với ngươi tốt một chút tống nhạc sơn cười nói Mau ăn Tết, làm ta nhiều cho ngươi mua vài thứ gì, nha. Tạ Y Nam nhấp miệng cười cười, không lại truy vấn. Hai người cùng nhau trở về trong viện đầu, hướng ấm giường đất thêm một phen hỏa, dọn dẹp một chút, chuẩn bị lên giường ngủ. Thừa dịp Tạ Y Nam không chú ý thời điểm, Tống Nhạc Sơn đem kia giấy bao từ trong tay áo đem ra, đem bên trong kia màu nâu thuốc bột. Tất cả đều đảo tới rồi chân tường phía dưới, lại dùng chân đá mấy khối thổ, cẩn thận cấp giẫm bình, bảo đảm nhìn không ra tới mới về tới trong phòng, thoát y lên giường, hai cái ổ chăn, một người một cái, Tống Nhạc Sơn ở bên ngoài, tạ y nam ở bên trong, đưa lưng về phía nằm, từ trước tạ y nam luôn là ở Tống Nhạc Sơn ngủ lúc sau mới ngủ, hiện giờ không biết là thói quen vẫn là cái gì, cũng không so đo cái này, nằm xuống không lâu đã là ngủ say. Ngược lại là ngày thường cơ hồ dính gối đầu liền Tống Nhạc Sơn, hôm nay chậm chạp đều không có ngủ. Một là bởi vì hôm nay đi cắt da từ hôn việc, chỉnh này một chút trong đầu đều lộn xộn khó có thể bình tĩnh trở lại thứ hai đó là mới vừa rồi tào thị cùng hắn nói những lời này đó sinh hài tử cùng tạ y nam sinh hài tử hắn trong lòng là tưởng thậm chí có thể nói là khát vọng có thể cùng tạ y nam có cái phấn điêu ngọc trác tiểu oa nhi hai người liền như vậy nhìn bọn nhỏ có chơi có nháo lớn lên kia nên là nhiều làm người cảm thấy hạnh phúc sự tình chỉ là hắn không biết tạ y nam có nghĩ rốt cuộc đến bây giờ nàng còn chưa từng cùng hắn viên phòng có phải hay không nói nàng trong lòng kỳ thật còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu tống nhạc sơn chớp chớp mắt lại nói tiếp này cộc nhân duyên cũng coi như là cơ duyên xảo hợp cứu xưa nay không quen biết rơi xuống nước hơi thở thoi thóc tạ y nam đúng là là hắn lúc ấy đi ngang qua tâm sinh trắc ẩn mới ra tay cứu giúp mà tạ y nam lúc ấy bức hôn hắn cũng là thập phần ngoài ý muốn thậm chí có chút tức giận nhưng vẫn là gật đầu ứng hạ đơn giản hắn cho đến lúc này đều còn không có thích nữ tử, trong nhà đối nàng hôn sự cũng là sốt ruột, nếu là lúc này không thành hôn, chỉ sợ quá mấy ngày cũng muốn bị cha mẹ buộc cưới không quen biết nữ tử làm vợ, cùng với đều là không thích người, cưới ai cũng liền không có phân biệt, huống chi, cưới tạ y nam, tự hồ còn có thể cứu người một mạng, hắn lúc ấy như thế suy xét, liền đã ứng chuyện này, đem tạ y nam cưới vào cửa, tẩn một cái thân là trượng phu bổn phận, cũng là được, chỉ là cũng làm hắn không nghĩ tới chính là, hôm sau tạ y nam, đặc biệt là ngày đó sốt cao lui ra phía sau tạ y nam, tự hồ không giống nhau, cùng từ trước thấp thỏm lo âu, nhát gan yếu đuối tạ y nam bất đồng, trong mắt lộ ra sáng ngời, cử chỉ đoan trang hào phóng, càng là xử sự, sự không kinh, thản nhiên ứng đối sự tình các loại, thậm chí tống nhạc sơn tổng cảm thấy, tạ y nam xem hắn ánh mắt tự hồ cũng càng ngày càng bất đồng. Cái này làm cho hắn cảm thấy hiếm lạ rất nhiều, là càng thêm trầm đi vào, rốt cuộc ra không được. Tống Nhạc Sơn minh bạch, hắn thích tạ y nam, mà việc hôn nhân này, ước chừng cũng là trời cao ở một hồi kiếp nạn lúc sau, ban cho hắn một kiện quý trọng lễ vật, chỉ là, không biết, đối với tạ y nam mà nói, hắn có phải hay không cũng là như thế, cứ việc tạ y nam đối hắn ôn nhu, cũng thực dụng tâm, nhưng là hắn không xác định, này đó là xuất phát từ đối hắn thích mới có thể như thế, vẫn là nói, chẳng qua như hắn lúc ban đầu giống nhau, chỉ là tẩn một cái thân là thê tử bổn phận, hắn không biết, cũng không dám hỏi, nếu là hỏi đến kết quả cùng hắn sở chờ mong bất đồng, kia hắn tình nguyện cái gì cũng không biết, chỉ giữ gìn lúc này khó được ấm áp nhu tình, Tống Nhạc Sơn nghĩ đến đây khi, hơi hơi thở dài, càng là theo bản năng đi xem tạ y nam, ngày thường luôn là đưa lưng về phía hắn tạ y nam, này một chút không biết vì sao phiên thân, một trương tiếu lệ mặt, vừa lúc đối diện hắn, đôi mắt nhắm chặt, lông mi khẽ nhúc nhích, nho nhỏ cánh mũi mất máy, một đôi tú lệ lông mày, hơi hơi nhăn lại, chỉ làm nhân tâm sinh triều mến, chỉ nghĩ duỗi tay đem kia mày cấp nhẹ nhàng vuốt phẳng. Tống Nhạc Sơn chỉ cảm thấy cổ họng phát sát, này tay nâng lên, chần chờ rất lâu sau đó lúc sau, cuối cùng vẫn là không có rơi xuống tạ y nam mày đi lên. Chương 148 mệt muốn chết rồi, Tống Nhạc Sơn ninh mi, đem chính mình tay thu trở về, đặt ở trước ngực, nhưng trong lòng lại là một trận bực bội, cảm thấy này ấm giường đất thực sự là quá nhiệt một ít, liền đem chính mình trên người chăn, đi xuống đẩy đẩy, cánh tay tất cả duỗi ra tới, Ngọc Lan, ngươi lại đặng chăn, bên cạnh tà y nam lại là lẩm bẩm một câu, đôi mắt cũng không mở to, duỗi tay liền đem tống nhạc sơn chăn cấp che lại đi lên, tự hồ là sợ hắn lại kéo chăn, đơn giản đem kia cánh tay, đè ở chăn phía trên, như thế, tà y nam cánh tay, đó là vững chắc đặt ở hắn ngực chỗ. Hơn nữa nàng lúc này nghiêng thân ngủ tư thế, nhưng thật ra giống ở ôm tống nhạc sơn ngủ giống nhau thực hiển nhiên nàng bất quá là đem tống nhạc sơn trở thành ngày thường vẫn luôn bồi nàng tống ngọc lan sợ nàng đá chăn thế nàng đè ép góc chăn mà thôi nhưng vô luận vì cái gì này đều đủ để cho tống nhạc sơn trong lòng ấm áp đem chính mình tay phúc ở tạ y nam trên tay một khắc cái cánh tay còn lại là khoanh lại sườn ngủ tạ y nam nhắm hai mắt lại đầy mặt đều là thỏa mãn thả ôn nhu tươi cười sáng sớm bên ngoài gà gáy một tiếng Tạ Y Nam là thói quen tính dậy sớm, tới rồi thế giới này trung, buổi tối ngủ đến sớm, sáng sớm cũng liền càng thêm dậy sớm, cho nên lúc này cũng liền mở mắt, này vừa mở mắt, nhưng thật ra làm nàng sửng sốt, trên người chăn sớm đã không biết bị chính mình đặng tới rồi nơi nào, lúc này nàng đã hoàn toàn chui vào tống nhạc sơn ổ chăn trung, hơn nửa một tay đáp ở hắn ngực, cắt gao nắm hắn tay, càng mắc cỡ chính là này chân, nghiễm nhiên thành bạch tuột giống nhau, tạ Y Nam sau khi lấy lại tinh thần, gương mặt đỏ lên, theo bản năng liền tưởng dịch khai, nhưng vừa mới vừa động, tự hồ đem Tống Nhạc Sơn cấp bừng tỉnh, hắn liền đôi mắt cũng không mở to, liền đem tạ y nam tay lần nữa vớt trở về, cắt gao nắm lấy, hơn nữa từ đầu đến cuối, Tống Nhạc Sơn đều hô hấp đều đều, hiển nhiên căn bản không có tỉnh lại, hoàn toàn là theo bản năng động tác. Cái này làm cho tạ y nam càng thêm gương mặt đỏ bừng, cũng không hề nghĩ đi tránh thoát tống nhạc sơn ôm ấp, ngược lại là nhíu mày tự hỏi một vấn đề, rốt cuộc đã xảy ra cái gì nàng cùng tống nhạc sơn xưa nay đều là các ngũ cát này một chút như thế nào liền ở bên nhau đâu rốt cuộc là ai chủ động tạ y nam suy nghĩ sau một lúc lâu vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc đã xảy ra cái gì bất quá chỉ có một chút nàng nhưng thật ra tin tưởng chính là bọn họ hai cái chính là đơn thuần cái bị ngủ say hẳn là không có phát sinh bất luận cái gì sự tình tạ y nam hơi hơi thở dài nhưng một lát sau lại ngẩn người nàng không phải nên thở vào nhẹ nhõm, cũng không có phát sinh cái gì sao, như thế nào tổng cảm thấy chính mình này khẩu thở dài bên trong, còn có một chút tiếc nuối, chẳng lẽ chính mình trong nội tâm, kỳ thật là có dễ dàng bị hài hòa ý tưởng, quả nhiên, chính mình cũng là một cái ham mê nữ sắc người A, tạ y nam chớp chớp mắt, hướng tống nhạc sơn kia ngó ngó, bên người sim y, đai lưng nửa tùng, lộ ra một chút ngực, tống nhạc sơn nguyên bản liền thân hình cao lớn rắn chắc đường công cảm có thể nói gãi đúng chỗ ngứa, ngươi nói, này cơ bắp cùng mở, có phải hay không xúc cảm hoàn toàn không thông, sẽ giống cục đá giống nhau sao, tạ y nam ma xui quỷ khiến vương tay, ân, quả nhiên thạch càng thạch càng, bất quá cũng còn hảo, nhưng thật ra vuốt cũng không thô rác, chỉ là, không đợi tạ y nam cảm khái xong, liền phát giác đến tống nhạc sơn mở mắt, chính sâu kính nhìn nàng, ánh mắt cũng như thường lui tới giống nhau ôm nhu, chỉ là nhiều chút ngày thường không có cực nóng cái kia, cái gì, ta chỉ là, tạ y nam rất là xấu hổ, há mồm biện giải, chỉ tiếc, những lời này căn bản đều không có cơ hội nói ra, liền bị đổ trở về, tạ y nam tức khắc cảm thấy tim đập lộ nửa nhịp, ngay sau đó mà đến chính là hô hấp khó khăn, ngón tay theo bản năng nắm chặt khẩn tống nhạc sơn trên người sim y, hồi lâu lúc sau lại là tùng tùng rủ ở hắn bên hông, nam nhi, chúng ta sinh cái hài tử đi, có thanh âm ở bên tai lẩm bẩm, hảo đáp lại chính là từ tâm dựng lên vui thích, bên ngoài là giá lạnh vào đông, trong phòng lại là tươi đẹp xuân, quang, phía sau lưng thượng nổi lên rậm rạp mồ hôi, trên trán cũng sớm đã mồ hôi đầm đìa, tạ y nam lại lần nữa nắm chặt trong tầm tay chăn đơn tay, hồi lâu lúc sau mới buông ra, một thân mệt mỏi, cơ hồ toàn thân đều bị rút cản sức lực giống nhau, tạ y nam nằm ở tống nhạc sơn bên người, nghiễm nhiên giống một con ngoan ngoãn vô cùng tiểu miêu giống nhau, chỉ là này chỉ miêu, vẻ mặt thỏa mãn, lười biến bộ dáng, Tống Nhạc Sơn nhịn không được liền cúi đầu ở cái trán của nàng thượng hôn một cái, tạ y nam ưm ư một tiếng, lại là động cũng không nhúc nhích, hiển nhiên, nàng mệt muốn chết rồi, sắc trời còn sớm, ngủ tiếp trong chốc lát đi. Tống Nhạc Sơn chính mình đứng dậy, lại bên ngoài kia vẫn luôn thiêu tiểu lò phía trên đổ nước ấm, thế tạ y nam lau một phen, trên người kia chán ghét dính dính cảm bị thanh trừ, tạ y nam thoải mái rất nhiều. Trên người cảm giác mệt mỏi càng là từng trận đánh úp lại, làm nàng nhắm hai mắt lại, đã ngủ, nhìn trong lòng ngực người ngủ say, tống nhạc sơn thế nàng đắp lên chăn, chỉ ôm nàng, cũng bị thượng trong chốc lát, chỉ là gia nhân trong ngực, này tay khó tránh khỏi không an phận chút, bên ngoài ngày, đã là thăng ba sào cao, tạ y nam như cũ ở ngủ say, mà tống nhạc sơn cũng liền như vậy bồi nàng, lẳng lặng nằm ở nàng bên người, thỏa mãn nhìn nàng an tĩnh thả tiếu lệ ngủ nhan. này nhị ca nhị tẩu như thế nào còn không có lại đây, có thể hay không có gì sự ta đi nhìn một cái ở trong nhà đầu ăn cơm sáng chỉ còn chờ tạ y nam cùng tống nhạc sơn lại đây cùng nhau tống ngọc lan sau một lúc lâu không nhìn thấy bóng người lúc sau rốt cuộc nhịn không được lầu bầu lên lại nói lời nói liền phải nhấc chân chạy lấy người ai ai ngươi làm gì đi tào thị duỗi tay ngăn cản nàng đi nhìn một cái nhị ca nhị tẩu sao còn không có lại đây a à? tống ngọc lan ngưỡng mặt nói đi nhìn cái kia làm gì ngươi chạy nhanh đừng nói những cái đó có không chạy nhanh giúp ta đem cái này cái chổi cấp trói chặt, chờ lát nữa còn phải quét nóc nhà đâu. Tào Thị giữ chặt Tống Ngọc Lan nói, nóc nhà như vậy cao, ta sợ là cũng với không tới. Trói điều chuỗi nhị ca nhất am hiểu, ta đây liền kêu nhị ca đi. Tống Ngọc Lan cười nói, ta nói ngươi a, à, này đầu óc sao liền như vậy trục, không xoay quanh đâu, không cho ngươi đi, còn thế nào cũng phải đi. Tào Thị tức giận điểm Tống Ngọc Lan cái tráng nói, liền không thể động não ngẫm lại ngươi nhị ca cùng ngươi nhị tẩu đều tách ra vài tháng ngươi nhị ca vừa trở về hôm qua cái lại chạy hơn phân nửa buổi này một chút khẳng định mệt tàn nhẫn không được nhiều nghỉ một lát ngươi này đương muội tử nhưng hảo không thể gặp chính mình nhị ca nghỉ một lát thế nào cũng phải lôi kéo hắn làm việc không có vẻ ngươi nhiều sẽ không làm người làm việc tống ngọc lan rốt cuộc là cái không xuất giá cô nương tào thị này vốn định làm rõ nói này một chút nhưng thật ra cũng nuốt trở vào chỉ nói tống nhạc sơn mệt mỏi mấy tháng đến nhiều nghĩ một lát nói, Nga, cũng là, nhị ca lên núi đi săn, chỉ sợ cũng là không biết ngày đêm, nhìn nhị ca đều gầy rất nhiều, đích xác đến nhiều nghỉ ngơi một chút, Tống Ngọc Lan cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ miệng đầy đáp ứng, giúp đỡ tàu thị cột chắc cái chổi, tiếp theo đi quét dọn nhà cửa tử đi, chương 149 Ngọc Táo cùng bàn tay, đánh thủy lại đây, sát cửa sổ thượng cho bụi quách thị, thấu cái trống không đảo tàu, tân bi cờ chấm co, thị trước mặt, cười ha hả nói, nương, này sơn tử cùng đệ muội này một chút đều còn không có lại đây, đánh giá nếu không bao lâu, ngài ở Bồ Tát trước mặt hứa nguyện, liền linh nghiệm, còn không phải sao, quách thị là sinh dưỡng quá đến, tào thị ở nàng trước mặt nói chuyện cũng liền không có bất luận cái gì kiên kỵ, chỉ cười nói, đánh giá, ra không được hai tháng, này liền đến có động tĩnh, đến lúc đó, cũng chỉ chờ thêm nửa một cái tôn tử kêu ta tổ mẫu là, bảo đảm là như thế này. Quách thị cười hì hì nói, chỉ là nhìn Tào Thị cười đến như vậy vui vẻ, nàng này trong mắt nhiều chút tối nghĩa, lại nói tiếp, có chuyện vẫn luôn tưởng công đạo ngươi. Tào Thị nói, nương có chuyện phân phó liền thành, chính là ngươi hòa thuận tử thiếu sơn tử tức phụ bạc sự, này 50 lượng bạc số lượng không ít, trong khoảng thời gian ngắn đánh giá các ngươi hai cái cũng gom không đủ, còn không rõ, các ngươi trên người còn cổng mặt khác nợ, lẽ ra này trả nợ trước tăng cường bên ngoài còn, huynh đệ quan hệ gần, có thể hướng mặt sau kéo một kéo, nhưng này đến cuối năm, lẽ ra đều là nên thu trướng tiến tiền thời điểm, nếu là một cái tử đều không tiến, cũng không được tốt xem, theo ta thấy, người hòa thuận tử chọn cái thời điểm, vô luận nhiều ít, chẳng sợ mấy trăm cái tiền, trước cho sơn tử tức phụ, tiền nhiều tiền thiếu không sao cả. Chủ yếu cũng phải nhường sơn tử tức phụ biết các ngươi hai cái nhớ thương chuyện này, biết các ngươi là nghĩ mau chóng trả tiền, chuyện này, lẽ ra nên hòa thuận tử nói, chỉ là từ trước ngươi luôn là đối sơn tử tức phụ mặt sưng mày xỉa, tuy nói này đoạn thời nhật ngươi cùng nàng cũng coi như là hòa thuận, nhưng rốt cuộc có vẻ không quá thân, ngươi thừa dịp cái này công phu cũng biểu cái thái, cùng sơn tử tức phụ đến gần một ít, trong nhà đầu Ngọc Lan sau này đã xuất giá, cũng liền thừa thuận tử cùng sơn tử hai anh em, ngươi cùng sơn tử tức phụ kia chính là muốn chỗ cả đời, sau này ta và ngươi cha trăm năm sau, các ngươi sau này đến lẫn nhau nâng đỡ, lý lẽ này, ngươi nhưng minh bạch. Tào thị tận tình khuyên bảo nói, ta đã biết nương, chờ thuận tử đi theo cha kết tiền đã trở lại, ta liền cùng hắn nói chuyện này. Quách thị liên tục gật đầu, minh bạch lý lẽ này liền thành. Tào thị thấy quách thị miệng đầy đồng ý, cũng coi như là thoáng vui mừng, cái này con dâu cả, từ trước cùng tống nhạc thuận thành hôn trước, nàng nhưng thật ra hỏi thăm quá đến, nói chính là chịu khổ nhọc, quản gia có cách, lại thấy bộ dáng còn tính đoan chính, tống nhạc thuận lúc ấy cũng gật đầu, Tào Thị liền cũng coi như là thập phần vui mừng mà đáp ứng rồi cái này hôn sự. Kết quả không thành nghĩ, hôm sau không bao lâu, nàng cái kia không ra gì cha, bài bạc uống rượu, nhưng thật ra đem trong nhà đầu cấp thua cái tinh quang. Tuy nói này một chút quách đại phong nhưng thật ra cũng quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, hảo hảo làm ruộng, an phận thủ thường, nhưng trong nhà đầu thiếu hạ không ít tiền bạc, quách thị nhớ thương nhà mẹ đẻ, lâu lâu liền chuyển hướng nhà mẹ đẻ cấp các đệ đệ muội muội mang đồ vật cái này làm cho tào thị trong lòng thập phần bất mãn hơn nữa tự tạ y nam nhập môn lúc sau quách thị thực rõ ràng có điểm khuyến khích chèn ép ý tứ này thượng nhảy hạ rất tiểu tâm tư không ngừng tào thị đối quách thị cũng liền càng ngày càng bất mãn chỉ là niệm ở quách thị sinh hạ tống thang bình cấp tống gia thêm trưởng tôn phân thượng rất nhiều thời điểm cũng liền nhịn xuống không nhiều lắm làm ngôn ngữ lúc này tống nhạc thuận xong việc quách thị nhưng thật ra sửa lại tính tình ở trong nhà đầu an phận thủ thường không hề nơi nơi chọn sự, cũng không gặp nàng lại trợ cấp nhà mẹ đẻ, mỗi ngày đành phải hảo làm sống, đến cũng là làm người xem thuận mắt rất nhiều, đã là Quách thị An phận ngoan ngoãn, Tào thị tự nhiên cũng liền không có ý định kén ăn, khắc khe con dâu đạo lý, này rất nhiều nói, nên nói cũng liền nói, cũng vì sau này tính toán tính toán, hiện nay thấy Quách thị đối nàng theo như lời cũng là nói gì nghe nấy, Tào thị nhưng thật ra cũng thập phần vừa lòng, năm nay ăn Tết trong nhà thịt heo là sơn tử tức phụ mua sơ nhị ngươi về nhà mẹ đẻ thời điểm này lễ điều nếu là từ này thịt heo bên trong lấy liền có vẻ có chút không thích hợp tào thị mở miệng nói quách thị nghe thấy cái này khi nhấp nhấp miệng này khuê nữ sơ nhị về nhà mẹ đẻ mang đồ vật là có chú ý nghèo mang gạo và mì phú đến mang lễ điều cũng chính là một cái tác khoan, một thức tăng trưởng nạc mở đang xen thịt ba chỉ khối này mang đồ vật hảo kém chương hiển chính là nhà chồng hay không giàu có cùng với chính mình ở nhà chồng địa vị tống gia quá đến không tồi tào thị cũng là hảo mặt mũi mặc dù ngày thường đối quách thị trợ cấp nhà mẹ đẻ rất có phê bình kín đáo nhưng nên có đồ vật lại là không ít bởi vậy mỗi năm cũng đều bị tiếp theo điều tốt nhất lễ điều làm quách thị về nhà mẹ để thăm người thân dùng nhưng năm nay tào thị lại nói năm nay này thịt heo là sơn tử tức phụ mua nàng lại lấy lễ điều liền không thích hợp khi nói cách khác năm nay nàng liền không thể hướng trong nhà đầu lấy thịt quả nhiên năm nay làm sai sự cấp trong nhà đầu chọc sự ăn tết liền thịt đều không thể cấp nhà mẹ để mang một khối quách thị tức khắc trong lòng không phải cái tư vị này vành mắt đều đỏ đỏ lên ta đã biết nương nói chuyện thanh âm đều mang theo một chút nghẹn ngào chờ đến lúc đó ta đem này tiền cho ngươi ra ngươi hòa thuận tử nhìn cái nhàn rỗi đi mua một khối lễ điều chờ sơ nhị thời điểm về nhà mẹ để đi dùng tào thị nói tiếp quách thị ngẩng ra ngẩng đầu lên là lúc khi nguyên bản ở hốc mắt bên trong đảo quanh nước mắt bá đến liền chảy ra một bên lấy tay áo xoa nước mắt một bên nói cảm ơn nương cũng đừng cảm tạ ta sau này làm chuyện gì có điểm đúng mực đừng lại có như vậy nhiều lung tung rối loạn tiểu tâm tư sau gì đều cường ngươi liền nhớ kỹ một câu thuận tử là ngươi trượng phu sau này là cùng ngươi quá cả đời người bình nhi là con của ngươi sau này cũng là muốn cùng ngươi quá nửa đời người, ngàn vạn đừng nghĩ khẩn chính mình trượng phu cùng nhi tử, này bàn tay đến bên ngoài đi, tào thị lời này, là nhân cơ hội gõ quách thị, làm nàng sau này lo lắng nhiều suy xét nhà chồng, chớ có luôn là nhớ thương nhà mẹ để sự tình, đã quên chính mình bổn phận, đã là cho ngọt táo, cũng đến nhân cơ hội cấp cái bàn tay, mới có thể biết này táo đỏ không phải không duyên cớ tới, quách thị chỉ liên tục gật đầu, yên tâm đi nương, ta biết đúng mực hiện giờ ta nhà mẹ đẻ cha cũng có hảo hảo ở nhà làm ruộng, gần nhất lại vội chăng làm điểm tiểu đông tiểu tây cầm đi bán, cũng có thể kiếm chút tiêu vặt tiền, trong nhà đầu so từ trước vẫn là thư giãn rất nhiều, nói cách khác, gần nhất nàng không hề có cái này tâm, mà trong nhà đầu, cũng không trông cậy vào nàng cần thiết trợ cấp, vì chính là làm tào thị biết này một tầng, tào thị cũng liền gật gật đầu, ân, biết đúng mực liền hảo, thành, chạy nhanh đem cửa sổ cấp lau khô, Khe hở kia hảo hảo sát một sát, quay đầu lại dán xong cửa sổ cũng đẹp, được rồi. Quách thị đầy mặt tươi cười mà đáp ứng, tạ y nam cuối cùng là tỉnh, bất quá cũng không phải bởi vì ngủ đủ rồi mới tỉnh, mà là bởi vì đói tỉnh, sáng sớm chưa từng ăn cái gì, tối hôm qua ăn một bữa cơm, đỉnh đến bây giờ, sáng sớm lại làm tiêu hao thể lực vận động, này một chút cực kỳ có loại trước ngực dán phía sau lưng cảm giác, bụng lộc cộc lộc cộc mà vang, chương 150 dược, nàng đói thành như vậy, cũng không biết Tống Nhạc Sơn ra sao. Tạ Y Nam cũng không trợn mắt, chỉ duỗi tay đi sờ bên cạnh, nhưng cũng không có sờ đến Tống Nhạc Sơn rắn chắc cơ bắp, mà là vững chắc phát cái không. Tạ Y Nam trong lòng chợt lạnh, mở to mắt nhìn đến trống trơn nửa trương giường, nghĩ Tống Nhạc Sơn cũng không biết đi nơi nào, tức khắc buồn bã mất mát, đại khái là đi nhà cũ. Trước cuộc ngày hôm qua Tào Thị cùng Tống Thành Hữu nói qua, hôm nay muốn quét dọn nhà cửa tử, mà nàng cùng Tống Nhạc Sơn đến lúc này đều còn không có qua đi, thực sự là không rất giống lời nói. Tống Nhạc Sơn này một chút qua đi cũng là theo lý thường hẳn là, chỉ là ở ngay lúc này, tạ Y Nam chỉ nghĩ Tống Nhạc Sơn bồi nàng, nơi nào cũng không cần đi. Tạ Y Nam nhấp môi, ngồi dậy mặc quần áo, trong lúc nhìn thấy chính mình cổ cùng xương quai xanh chỗ dấu vết khi, mặt tức khắc thiêu thiêu hồng, chỉ hoảng hoảng loạn loạn đem xiêm y chạy nhanh mặt vào, mới vừa hệ hảo đai lưng, mạnh phát động, Tống Nhạc Sơn đi đến, trong tay bưng hai cái chén, ngươi tỉnh tống nhạc sơn cầm chén thả xuống dưới đi qua đi ngồi ở mép giường liền cầm tạ y nam tay càng là thuận thế ở nàng trên trán hôn một cái ta còn nhớ thương chờ lát nữa có thể hay không canh trứng lạnh muốn hay không kêu ngươi lên vừa vặn ngươi tỉnh bụng nhất định đói bụng đi chạy nhanh ăn một chút gì ta hầm canh trứng ăn trước thượng một ít lót một lót chờ lát nữa qua bên kia ăn buổi trưa cơm nguyên lai like, tống nhạc sơn cũng không phải đi lão viện bên kia mà là nhớ thương nàng đã đói bụng đi cho nàng nấu cơm đi nguyên bản buồn bã bả mất mát, này một chút tan thành mây khói, tràn đầy đều là ấm áp, ân. Tạ y nam gật đầu, mặc vào giày, cùng nhau tới rồi bên cạnh bàn, một chén canh trứng, ánh vàng rực rỡ, sẵn nộn nộn, vào miệng là tan, trứng hương mười phần, hỏa hậu cùng vị mặn đều gãi đúng chỗ ngứa, hơn nữa tạ y nam lúc này cũng là đã đói bụng, này một chén canh trứng cơ hồ là khoảnh khắc chi gian liền ăn cái sạch sẽ, tất cả tới rồi bụng. Tống Nhạc Sơn thu thập chén bàn, tạ y nam rửa mặt một phen hai người liền hướng nhà của bên kia đi tống ngọc lan đang ở kia rửa sạch quét một lần cái chổi rửa sạch rất phía trên dơ hảo chờ lát nữa lại đi quét nóc nhà đi nhìn thấy tống nhạc sơn cùng tạ y nam lại đây vỗ vỗ tay đứng lên nhị ca nhị tẩu hai người các ngươi như thế nào này một chút mới đến bị như vậy vừa hỏi tống nhạc sơn nhưng thật ra không có gì sờ sờ cái mũi nói đánh giá nếu là trước hai ngày lên đường sau phản kính nhi tổng cảm thấy mệt thật sự hôm nay liền ngủ nhiều một lát, không có thể lên, Tống Nhạc Sơn nói dối không đỏ mặt, tạ y nam nhưng thật ra bị xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, chỉ gục xuống mí mắt cũng không nói lời nào, chỉ ở kia không ngừng lôi kéo sim y cổ tay áo, Tống Ngọc Lan tâm tư đơn thuần, nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, chỉ là nhìn thấy tạ y nam đỏ mặt, chỉ nhìn chầm chầm nàng xem, nhị tẩu mặt như thế nào đỏ, có sao? Không có đi. Tạ y nam lấy tay che lại gương mặt. Tuy rằng nàng không thấy mình lúc này bộ dáng, nhưng chỉ bằng kia năng người độ ấm, cũng biết lúc này nàng rốt cuộc mặt đỏ lợi hại, như thế nào không có, đều hồng đại quả táo. Tống Ngọc Lan ở kia cười khanh khách lên, nhị tẩu hãy nói xem đi, nhất định là làm cái gì chuyện xấu, mặt đỏ như vậy lợi hại, nghe được lời như vậy, tạ y nam nhớ tới thần khởi những cái đó mắc cỡ hành động, này mặt càng thêm là hồng lợi hại, nóng đến dọa người, chỉ hận không được tìm cái khe đất chui đi vào nói bừa cái gì đâu. Tống Nhạc Sơn cho Tống Ngọc Lan một cái bạo hạt dẻ, chỉ nói, chạy nhanh làm ngươi sống đi, nhiều như vậy lời nói, nhị ca càng là nói như vậy, nơi này đầu liền càng là có việc, ta đây còn thật phải hỏi rõ ràng mới được. Tống Ngọc Lan chơi tâm quá độ, chỉ nghĩ dò hỏi tới cùng nhi, cái này làm cho Tống Nhạc Sơn ninh mi, nhưng thật ra bên kia cầm chổi lông gà ở kia quét hôi tàu thị, liếc mắt nhìn thấy một màn này, hai ba bước đã đi tới, chỉ điểm tống ngọc lan cái tráng, ngươi nhìn xem ngươi như vậy nhiều nói, ngươi nhị tẩu còn không phải cảm thấy bởi vì ngươi nhị ca tham ngủ duyên cớ, muộn cùng nàng lười biến không làm việc dường như, ngươi nhị tẩu ngày thường nhất cần mẫn, này một chút nhất định là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, ngươi còn vẫn luôn hỏi, nhìn ngươi đem ngươi nhị tẩu nháo mặt đều đỏ, tống ngọc lan nghe được tào thị nói như vậy, thè lưỡi hướng tạ y nam giả trang cái mặt quỷ, nhị tẩu ta nhưng không ý tứ này bị tào thị giải vây, tà y nam quẩn bách thiếu rất nhiều, mặt cũng không giống mới vừa rồi như vậy hồng, cười nói, không có việc gì, ta còn không biết ngươi sao, này một chút có phải hay không quét dọn nhà cửa tử, ta tới giúp ngươi, vẫn luôn ở chỗ này nói chuyện, chưa chừng lại nói lên cái gì tới, tà y nam đơn giản lôi kéo Tống Ngọc Lan đi làm việc, chị dâu em chồng hai người cũng liền vừa nói vừa cười đi vội, Tống Nhạc Sơn thấy thế, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tào thị thấu lại đây, thấp giọng dò hỏi, ai sơn tử kia dược nhưng cho ngươi tức phụ ăn ân tống nhạc sơn một chốc nhưng thật ra không phản ứng lại đây sao ngươi không làm ngươi tức phụ ăn kia trợ dựng dược ai nha làm ta sao nói ngươi hảo liền như vậy điểm sự ngươi nhưng thật ra còn đã quên tào thị chỉ đương tống nhạc sơn không đem nàng lời nói để ở trong lòng chỉ giận dữ nói tống nhạc sơn lập tức phản ứng lại đây tào thị nói chính là ngày hôm qua cho hắn thuốc bột sự tình chỉ vội vàng nói Nương nói chính là cái này a, à, ta còn chỉ cho là cái gì đâu, chuyện lớn như vậy ta còn có thể đã quên không thành. Nương cứ việc yên tâm chính là đã phóng tới cơm sáng cháo bên trong. Tống Nhạc Sơn đề thấp thanh âm nói, Nương sau này đừng luôn là tuy ta hỏi cái này sự, nếu là làm Nam Nhi nghe, tóm lại không được tốt không phải. Còn có, Nương nhưng ngàn vạn nhớ rõ, đừng lại lấy khác dược tự mình cấp Nam Nhi ăn, nếu là tương hướng gì đó, mất dược tính hoặc là ra cái gì đường rẻ tóm lại không tốt điểm này sự ta còn là hiểu rõ lại nói này mã bà tử dược linh thực càng là khó được cầu tới nơi nào còn có thể lại đi tìm bên dược đi thành điểm này sự trả lại cho ta nói hai lần khi ta là ba tuổi tiểu hài tử không thành tào thị nói chuyện thấy tạ y nam lại đây sợ làm nàng nghe đánh ha ha đi quét hôi đi tạ y nam chớp chớp mắt hướng tống nhạc sơn bên này đã đi tới nương mới vừa nói dược gì đó là cái gì dược ta này chân thương đều hảo hồi lâu cũng không lại đau quá, sẽ không rơi xuống bệnh căng, làm nương đừng lại lao lực tìm cái gì phương thuốc cổ truyền, quái phiền toái. Tống Nhạc Sơn thấy tạ y nam nói như vậy, lại không đành lòng giấu nàng, chỉ thấp giọng nói, nương nói dược, không phải cái này dược, đó là cái gì, tạ y nam không nhớ rõ chính mình thân mình còn có mặt khác không thoải mái địa phương. Nương không biết chúng ta hai người phía trước vẫn luôn chưa từng viên phòng, chỉ đương lâu như vậy đều còn không có động tĩnh là có chuyện gì, liền tìm mã bà tử cầu cái gì dược, nói là trợ dựng vẫn là gì đó, hôm qua cái buổi tối cho ta, làm ta phóng tới ngươi một ngày tam cơm bên trong. Tống Nhạc Sơn đúng sự thật đáp, thì ra là thế, cách không được ngày hôm qua Tào Thị lôi kéo Tống Nhạc Sơn thần thần bí bí nói cái gì, mới vừa rồi lại nhắc mãi một hồi, chương 151 chó điên, hóa ra, này trong đó còn có như vậy một tử sự, kia buổi sáng canh trứng, tạ y nam đột nhiên dơ lên đuôi lông mày, thời đại này cái gọi là trợ dựng dược, hoặc là đó là bị đặt lung tung một ít không biết cái gì dược, hoặc là đó là cùng đương đại một ít xúc bài trứng dược vật cùng cấp đồ vật, vô luận là loại nào, khả năng đều là đối nhân thể thứ không tốt, thời đại này người không có tương quan an toàn ý thức, nhưng Tạ Y Nam có, có thể không đi mạo hiểm thay đổi thế giới, nhưng là nên có phòng bị, nàng cho rằng là cần phải có, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Tống Nhạc Sơn hướng Tạ Y Nam bên tai che lại một cái, nói ta hôm qua cái bên ngoài thượng nhưng thật ra đáp ứng dứt khoát kia dược ta cũng nhận lấy tới chỉ là tới rồi trong nhà đầu ta liền đảo đến kia nam chân tường nhi việc này nương không biết chỉ đưa ngươi đúng hạng ăn ngươi cũng đừng lộ ra coi như làm chuyện gì cũng không biết miễn cho nương nếu là đã biết không ăn này dược lại nghĩ đi tìm bên lung tung rối loạn đồ vật tới nói cách khác trên mặt giả vờ đáp ứng sau lưng vẫn là dựa theo chính mình ý tứ tới phương pháp này có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim vừa không cùng tư tưởng cổ xưa Tào Thị có nhân quan niệm bất hòa vô cớ khắc khẩu, cũng miễn cho Tào Thị cảm thấy việc này không thành nói, lại đi tìm bên đồ vật tới, càng quan trọng là, miễn đi một hồi phong ba, trước cuộc luận khởi tới, Tào Thị xem như hảo tâm, lấy nàng nhận tri cùng nàng vị trí bà bà tối thượng, con dâu chịu đủ tra tấn thời đại, cũng chỉ có thể làm được này đó, đây là không thể lấy hiện đại tư tưởng quan niệm tới bình phán, huống chi, Tào thị ngày thường đối tạ y nam cũng thật là rất là yêu thương, loại sự tình này thường, tạ y nam nhưng thật ra cũng không ngại không tranh chấp này cọc sự, ân, ta hiểu được. Tạ y nam gật đầu, ta đi trước cùng Ngọc Lan quét nóc nhà, ân, ta cũng đi thượng nóc nhà, đem kia mái ngói phía trên lá rụng, nhánh cây, rêu xanh gì đó cấp thanh một thanh, miễn cho mùa đông bên trong, đè nặng mái ngói tới rồi đầu xuân lại lậu vũ, tống nhạc sơn cười nói, vậy ngươi cẩn thận một ít đừng quan ngã. Tạ y nam dặn dò nói, yên tâm đi. Tống nhạc sơn câu môi cười cười, chỉ duỗi tay đem tạ y nam bên tai tóc mái cấp gom lại, như thế ấm áp thả mãn đều là ái muội động tác, lại là ở trong sân, tùy thời đều khả năng bị người khác nhìn đến, này chỉ làm tạ y nam gương mặt ửng đỏ, chỉ vội vàng đi trong phòng cùng Tống Ngọc Lan cùng nhau làm việc đi, thu thập hảo một thời gian, nhà ở trong ngoài, có thể nói đều rực rỡ hẳn lên mà mọi người cũng đều mệt quá sức, đồng thời cũng đều bụng đói kêu vang, mau chút không vội, chạy nhanh ăn cơm đi. Giúp đỡ quách thị làm tốt buổi trưa cơm nhiều tàu thị, tiếp đón mọi người ăn cơm, trong nhà thịt heo, tuyển thượng một khối nạc mỡ đang sen, hầm mềm lạng, ngao đến thơm nứt, lại xứng với cải trắng, miếng, tạc cốt đậu hũ khối, củ cải trắng viên, hầm thành một nồi to hầm đồ ăn tới, thịt heo tuy rằng phóng không nhiều lắm, lại là múc một khối mỡ heo dung ở bên trong, phạt nhìn béo ngậy, nghe lên thơm ngào ngạt, xứng với nhị cùng mặt bột ngô bạch diện màng thầu, ăn chính là miệng bóng nhảy, đối với tào thị tay nghề, tự lại là một hồi khen, cha cùng đại ca còn không có trở về ăn cơm, muốn hay không lưu chút đồ ăn ra tới. Tạ Y Nam đề nghị nói, Tống Thành Hữu cùng Tống Nhạc Thuận đi ra ngoài kết thúc công việc tiền, tới rồi buổi trưa còn không có trở về, đánh giá được đến nửa buổi chiều, y bọn họ hai người tính tình. Sợ là không bỏ được ở bên ngoài ăn cơm lưu chút đồ ăn, đến lúc đó hâm nóng, có sẵn là có thể ăn, tương đối phương tiện, yên tâm đi, vừa rồi múc một chậu thủ sẵn, có bọn họ hai người ăn. Tào thị đáp, thuận tay lại cấp tạ y nam cầm một cái màn thầu, ăn nhiều một ít, ngươi vẫn là quá gầy chút, như vậy không tốt, không hảo sinh dưỡng, ân. Có vừa rồi kia trợ dựng dược sự, tạ y nam theo bản năng liền nghĩ tới này một tầng, đặc biệt là nhìn thấy tào thị kia mãn đều là chờ mong ánh mắt khi, càng thêm là dở khóc dở cười đem kia màng thầu nhận lấy vừa mới ăn một cái này một chút nhưng thật ra vô luận như thế nào ăn không vô khá vậy không hảo thả lại đi đành phải ở cái bàn phía dưới chạm chạm tống nhạc sơn nghĩ cầm trong tay màng thầu phân cho hắn hơn phân nữa kết quả này tay mới vừa đụng tới tống nhạc sơn tay lại là trực tiếp bị hắn cấp nắm chặt cái rắn chắc vuốt ve hồi lâu lúc sau mới lỏng rồi rời ra cho ta một ít nói liền đem kia màng thầu cầm lại đây phân hơn phân nữa cho chính mình dư lại những cái đó mới cho trở về tạ y nam tạ y nam cười nhận lấy tiếp tục cúi đầu ăn cơm bên kia tào thị tức giận liếc tống nhạc sơn liếc mắt một cái đứa nhỏ này sao liền không biết đau lòng tức phụ đâu muốn ăn màng thầu không biết chính mình lấy còn một hai phải đoạt tạ y nam thật là không quy củ thực trên bàn cơm khó mà nói nói tào thị cảm thấy chờ lát nữa đến hảo hảo nói nói tống nhạc sơn cho thỏa đáng ăn cơm đâu có thanh âm vang lên ở trong sân liền ấm áp đại thái dương ăn cơm tống gia mọi người, ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt mang theo sợ hãi ánh mắt, đôi tay không ngừng lôi kéo vạt áo tống xuân miêu, vừa thấy đến nàng, tào thị tức khắc tức giận đến quá sức, này chén đông liền đặt ở trên bàn, êm đẹp ăn cơm, sao chạy tiếng trong viện đầu một cái cẩu, thuận tử tức phụ, cũng không phải ta nói ngươi, này sau này, đại môn thuận tay muốn quan hảo, bằng không chó điên nơi nơi chạy, thương đến người làm sao quách thị minh bạch tào thị đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe bên ngoài thượng nói nàng kỳ thật là đang mắng tống xuân miêu chỉ liên thanh đáp ứng nương yên tâm đi ta lần tới khẳng định đem cửa đóng lại không bỏ lung tung rối loạn tiến vào đại nương tống xuân miêu này nước mắt tức khắc hạ xuống nghẹn ngào nói ta biết ngài sinh khí ngươi muốn đánh muốn chửi tùy tiện ngươi chỉ cần ngài có thể hết giận là được ta hôm nay tới chính là tới cấp các ngươi bồi tội tới tống xuân miêu đông quỳ gối trên mặt đất chỉ hướng về phía tống gia người quỳ xuống là ta thực xin lỗi tống ngọc lan thực xin lỗi nhà các ngươi ta cho các ngươi dập đầu nói thùng thùng khái mấy cái đầu không đợi tống gia người ta nói lời nói tống xuân miêu lại nói chỉ là việc này cũng thực sự không thể đơn nguyện ta một người ta cũng là bị lừa gạt chỉ bị kia vô lại cấp khi dễ nguyên bản loại sự tình này ta cũng không dám nói tính toán gạt kết quả này trong bụng đầu liền có bị ta nương phát hiện liền nháo khai ta là vạn không có muốn cướp ngọc lan hôn sự ý tứ việc này ta cũng là thân bất do kỹ không có nửa phần biện pháp đại nương ngọc lan các ngươi liền không cần tái sinh khí đi ta cho các ngươi bồi tội cho các ngươi bồi tội không cầu bên liền cầu các ngươi có thể tha thứ ta đừng lại vì thế sự sinh khí tống xuân miêu vừa nói vừa khóc nhìn là thật đáng thương chỉ là như vậy đem tống gia mọi người cấp chọc giận quá mức đặc biệt là tào thị tức giận đến cả người đều run lên lên. Này rõ ràng là Tống Xuân Miêu cùng kia các gia hà thông đồng, này một chút rồi lại ở chỗ này trang đáng thương, đem hát nói bạch đến, thật sự là khí người xấu, chương 152 khoe ra, chỉ là này sinh khí về tức giận, đối phương không nói hai lời trước quỳ gối nơi này, lại là dập đầu lại là bồi tội, lại miệng đầy nói chính mình cũng là bị khi dễ người, khi nàng nếu là này một chút đem Tống Xuân Miêu cấp đánh chửi một hồi, người khác nói không chừng nhưng thật ra nói các nàng gia bất cận nhân tình không cho người hối cãi để làm người mới cơ hội huống chi tống xuân miêu trong bụng đầu còn hoài hài tử này một chút cũng là các gia không quá môn tức phụ mà các nàng gia đã cùng các gia từ hôn cùng các gia không còn liên quan cùng việc này không còn can hệ nếu là thương tới rồi tống xuân miêu thương tới rồi trong bụng đầu hài tử ngược lại là sẽ làm người cắn ngược lại một cái nói các nàng gia có ý định đã thương người quả thực chính là đậu hũ rớt đến hôi bên trong, ném cũng không phải, chụp cũng không phải. Tào thị là cái cấp tính tình, gặp được loại này hoàn toàn vô pháp xuống tay sự, chỉ có thể là cấp giống kia kiến bò trên chảo nóng, chỉ cấp xoay quanh. Tống Ngọc Lan cùng Quách Thị không cần phải nói, tuy rằng trong lòng cũng sốt ruột, lại không phải cái miệng lưỡi sắc bén, này một chút cũng không biết nên nói cái gì hảo, này chỉ làm tạ y nam nheo nheo mắt, rất có hứng thú nhìn Tống Xuân Miêu lần trước Tống Xuân Miêu đi cầu nàng học tay nghề thời điểm, nàng liền cảm thấy này Tống Xuân Miêu không phải cái thiện tra, là cái lấy lui làm tiếng người, hiện tại xem ra, quả nhiên không giả, rõ ràng chính mình là ác nhân, lại muốn khóc sức mướt, làm bộ chính mình là người bị hại bộ dáng, làm bộ làm tịch tới cầu người khác cái gọi là tha thứ, này nghiễm nhiên là một đóa bạch liên hoa bộ dáng, nếu là hướng chỗ hỏng tới đoán được lời nói, này Tống Xuân Miêu nói không chừng cũng có tâm sinh ghen ghét, do đó trả thù tâm tư trước cuộc nàng so tống ngọc lan mà nói có thể nói là mọi thứ đều so ra kém đặc biệt là này hôn sự càng là cách biệt một trời mà lúc trước tống xuân miêu cầu nghệ không thành nếu là sau lại nghe nói nàng dạy tống ngọc lan học cái này chỉ sợ cũng là càng thêm phẫn nộ rồi sau đó làm ra loại sự tình này tới đảo cũng là nói quá khứ mà đối phó loại này tâm tư hư bạch liên hoa vậy không thể dùng người bình thường thủ đoạn tạ y nam từ trước thân là marketing bộ tổng giám thủ hạ công nhân cũng hảo tiếp xúc đến khách hàng cũng thế, muôn hình muôn vẻ, đủ loại người đều có, trong đó không thiếu loại người này. Tạ Y Nam ánh mắt hơi lóe, ý bảo giận không thể ác tào thị đám người tạm thời đừng nóng nảy, lập tức đi tới Tống Xuân Miêu trước mặt, hướng nàng vương tay, tẩu tử, ta biết ngươi là hảo tâm, thông cảm ta là người có mang, nhưng nếu là đại nương cùng Ngọc Lan không tha thứ ta nói, ta là thành thật sẽ không lên. Tống Xuân Miêu nói chuyện thời điểm, lại lau một phen nước mắt, tạ Y Nam hơi hơi nheo nheo mắt, ngoài cười nhưng trong không cười ngươi cũng đã là biết ngươi là người có mang thái không được chạm vào không được lại lại cứ ở nhà ta quỳ nếu là có cái không ổn ra cái gì đường rẻ chúng ta đây ra chẳng phải là nói không rõ đến lúc đó có phải hay không muốn trách trách là chúng ta không thông nhân tình cố ý làm khó dễ ngươi này sao có thể đây là ta tự nguyện tới thỉnh tội nhưng không làm các ngươi sự tống xuân miêu thất giọng nói là ngươi thật sự là tự nguyện nhưng này tình ngay Lý Giang, người khác cũng không biết ngươi là tự nguyện, chỉ khi chúng ta là ác nhân, vẫn là nói ngươi căn bản cũng chính là đánh tự nguyện tên tuổi, ý định là tới cấp chúng ta ngột ngạt, tốt nhất lại cố ý gây ra cái chuyện gì, đến lúc đó chúng ta cũng liền chọn không rõ căn hệ, đúng không, tạ y nam một hồi châm chọc, chỉ làm tống xuân miêu cúi đầu cũng không dám nâng lên tới, sau một lúc lâu lúc sau mới nói, ta thật không phải ý tứ này, đã là không phải ý tứ này. Vậy lên hảo hảo ngồi kia nói chuyện, nếu như bằng không vậy ngươi cũng đừng nói cái gì ta đây liền đi hô ngươi nương tới mang theo ngươi trở về nếu là không chịu chúng ta chạy thượng một chuyến đi các gia thỉnh người tới đem ngươi mang về cũng là có thể tạ y nam nói huống chi này cái gọi là bồi tội phần lớn là tâm thành liền hảo là không ở này một quỳ phía trên nhiều nếu là ngươi khăng khăng như thế nói chúng ta đây cũng chỉ coi như là ngươi có hãm hại chúng ta chi tâm có gây hấn gây chuyện chi ngại thỉnh tộc trưởng lại đây, cho chúng ta làm chứng kiến, như thế nào, Tống Xuân Miêu sắc mặt tức khắc trắng một bạch, cắn chặt răng lúc sau, từ trên mặt đất đứng lên, tìm cái tiểu ghế con ngồi xuống, rủ mắt, tẩu tử, ta đứng lên, tổng nên chứng minh ta không cái này tâm tư đi, cũng không thể hoàn toàn chứng minh. Tạ Y Nam nói, đưa thuần niên sắc mặt cứng đờ, chỉ vội vàng nói, này, không đợi nàng nói cái gì, Tạ Y Nam liền nâng tay, đánh gãy nàng lời nói, tạm thời trước không nói cái này, nhưng thật ra trước nói nói ngươi mới vừa nói những lời này đó đi liền trước nói ngươi cùng các gia hà việt ngươi nói ngươi là bị bất đắc dĩ bị người khi dễ việc này ta thực sự tò mò thực lại nói tiếp ngươi hẳn là không nhận các gia hà các gia hà cũng không quen biết ngươi ngươi đâu cả ngày ở trong nhà đầu làm việc cơ hồ không ra thôn các gia hà lại ở cách vách trấn trên xử lý cửa hàng có mấy chục dặm đường xa khi này vấn đề liền tới rồi đã là hai cái lẫn nhau không quen biết người lại là căn bản sẽ không gặp được cùng nhau người khi các gia hà là như thế nào đụng phải ngươi lại vì sao sẽ chuyên môn chọn ngươi tới khi dễ này tống xuân miêu nhất thời nghẹn lời căn bản không dự đoán được tạ y nam sẽ hỏi như thế trắng ra cẩn thận tự nhiên cũng liền không biết rốt cuộc nên như thế nào trả lời đôi mắt xoay lại chuyển nghĩ tùy tiện biên thượng một cái cờ hiệu tạ y nam lại lần nữa dành trước đã mở miệng ngươi nếu là tùy tiện biên một cái cũng là có thể chẳng qua giả chính là giả ngươi tùy ý nói canh giờ địa phương chưa chừng lúc ấy liền có người ở nếu là nên nhìn đến không thấy được hoặc là ở không nên nhìn đến thời điểm nhìn đến vậy không hảo ngươi phải biết rằng trên đời này nhưng không có không ra phong tường này giấy cũng vĩnh viễn bao không được hỏa đừng nghĩ ngươi có thể giấu trời qua biển đi tống xuân miêu này nguyên bản đến đầu lưỡi dối tức khắc nuốt đi xuống xem ngươi đáp không được hiển nhiên này trong đó là có miêu nị đến nỗi trong đó có cái gì miêu nị chúng ta ngọc lan đã cùng các gia lui thân luận khởi tới cùng các gia lại không có bất luận cái gì can hệ lại truy cứu cái này cũng là không có gì ý tứ ta cũng liền không nói cái này chúng ta vẫn là nói nói bên chính là ngươi mới vừa nói ngươi cũng là nghĩ không la lên lời này đã là ngươi không nghĩ lộ ra lấy ngươi nương ngày thường đối với ngươi không đánh tức mắng căn bản không quan tâm thái độ là như thế nào biết ngươi tháng này nguyệt tinh chưa từng tới là như thế nào biết được ngươi mang thai này trong đó như thế nào đều cảm thấy rất nhiều địa phương đều đến hảo hảo tưởng, cẩn thận mà tưởng, mới có thể biết này nguyên nhân trong đó, bất quá vẫn là câu nói kia, chúng ta cùng các gia không quan hệ, người sao cái cùng các gia hà ở một khối, người đánh cái gì tâm tư, chúng ta này một chút cũng đều không thèm để ý, trước cuộc cùng chúng ta không có gì quan hệ, cũng không nghĩ đi truy cứu, cũng liền không nói, từ hôm thời điểm, chúng ta cũng nói rõ ràng, tự nguyện từ hôm, mặt khác sửa không truy cứu, nói minh bạch, ngươi cũng nghe đến rõ ràng, nhưng này một chút rồi lại ba ba tới bồi tội, như thế nào đều cảm thấy ngươi này như là đoạt người khác việc hôn nhân, còn nghĩ tới khoe ra khoe ra, chương 153 kia cộc sự, bất quá ngươi nếu là tồn cái này tâm tư nói, vậy ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ một chút cho thỏa đáng, chúng ta đối việc hôn nhân này nguyên bản cũng không phải thập phần vừa lòng, bất quá là đại bá nương từ giữa tác hợp, nhà của chúng ta cũng có chút mạc không đi mặt, mới gật đầu thôi. Nói những lời này, đánh giá ngươi nhưng thật ra muốn cảm thấy chúng ta là bị người đoạt hôn sự vì thể diện không thể không nói loại này đường hoàng nói thôi nhưng là ngươi cẩn thận ngẫm lại nếu là chúng ta thật cảm thấy không cam lòng không được đem chuyện này hảo hảo cấp làm ầm ĩ một phen nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi từ hôn hơn nữa không cần cái gì bồi thường lại đến ngươi cũng là biết ngọc lan tính tình nếu thật là đối từ hôn sự tình sự tình không tình nguyện hoặc là có oán khí nói này một chút chỉ sợ đã sớm đem nhà các ngươi cấp giảo cái long trời lỡ đất, còn luôn được đến ngươi ở chỗ này yên phận, lời nói thật cho ngươi nói đi, nhà của chúng ta đối với việc hôn nhân này, cũng là rất là không tình nguyện, hơn nữa chúng ta còn mơ hồ nghe được này các gia hình như có cái gì không thể vì người ngoài nói ẩn tình, vẫn luôn do dự mà muốn hay không từ hôn, chỉ là ngại với Ngọc Lan Thanh Danh, vẫn luôn do dự không chừng, hiện nay nhưng thật ra hảo, ngươi cùng các gia hà có như vậy một tử sự, nhưng thật ra làm nhà của chúng ta có từ hôn cớ, quan minh chính đại đêm này việc hôn nhân cấp lui, nhưng thật ra làm chúng ta tỉnh thật lớn tâm, việc này, nếu là thực chất luận khởi tới, nhà của chúng ta còn phải cảm tạ ngươi Tống Xuân Miêu, ngươi nhưng thật ra không cần ba ba chạy tới cho chúng ta bồi tội gì, chúng ta cũng không nghĩ thu, cũng không nên thu, chuyện này, ta cũng liền cho ngươi nói tới đây, ngươi cũng nhìn thấy, nhà ta chính đang ăn cơm đâu. Ngươi cũng đừng quấy rầy nhà của chúng ta vẫn là đi thôi, ngươi nếu là không đi đâu, cũng là không sao, vẫn là ta vừa rồi nói câu nói kia, hoặc là ta liền đi nhà ngươi bên trong kêu người, hoặc là chúng ta cũng liền phí cái kính nhi, đi các gia gọi người tới, đem ngươi đưa trở về, hoặc là đâu, ngươi chính là ngoan ngoãn trở về, sự tình tưởng nháo đại vẫn là nháo tiểu, chính ngươi nhìn làm đi, Tạ Y Nam Triệt để giống nhau, bùng bùng nói thật lớn một hồi, chỉ đem Tống Xuân Miêu nghẹn đến nói không nên lời nữa câu lời nói tới cái này làm cho tống xuân miêu sắc mặt trắng một bạch lúc sau theo sau còn lại là trướng thành mười phần màu gan heo nàng tới tống gia là có khoe ra cùng trả thù ý tứ ngươi tống ngọc lan không phải bị trong nhà phủng ở lòng bàn tay bên trong đương cái bảo sao không phải định thân sự được chứ không phải lần trước trả lại cho ta sắc mặt nhìn sao ta đây liền đem ngươi việc hôn nhân cấp cướp về làm ngươi coi một chút ngươi mấy thứ này căn bản chính là vô dụng sao bất quá ta cái này làm người xem thường số khổ nha đầu còn có ngươi tạ y nam, thấy chết mà không cứu không nói, không quá mấy ngày còn riêng đêm này tay nghề giao cho Tống Ngọc Lan, nói rõ cố ý chọc giận ta, khinh thường ta, ta này một chút cũng làm ngươi coi một chút chính ngươi tạo nghiệp làm ngươi nhìn một cái ngươi đem chính mình cô em chồng hại thành bộ dáng gì. Kết quả là, Tống Xuân Miêu cũng liền tới rồi một chuyến Tống Gia, đỉnh bụng, đánh bồi tội cờ hiệu, cho bọn hắn ngột ngạt, làm các nàng sinh khí, nhìn các nàng càng sinh khí. Tống Xuân Miêu này trong lòng cũng liền càng cao hứng, nhưng hiện tại, cũng không giống như là như vậy hồi sự. Tạ y nam này lột ti trừ kén dò hỏi, chỉ đem nàng những cái đó tiểu tâm tư cấp nhìn cái hoàn toàn, càng là trắng ra nói ra, nơi chốn chọc nàng tâm qua tử, làm nàng á khẩu không trả lời được. Như thế, nàng tâm tư bị nằm xoài trên mọi người trước mặt, tống gia minh bạch này một tầng, nơi nào còn có tức giận đạo lý, càng mấu chốt chính là, tạ y nam cuối cùng nói những lời này đó, là có ý tứ gì tống gia sớm có cùng các gia từ hôn ý niệm nàng đem các gia hà đoạt lấy tới căn bản là không có khí đến tống gia ngược lại là gãi đúng chỗ ngứa tùy bọn họ tâm tư khi nàng trăm phương ngàn kế sở làm việc này chẳng phải là đều uổng phí sao hơn nữa cái kia các gia có không vì người ngoài nói sự đến tục cùng là chuyện gì có thể làm tống gia sinh từ hôn tâm tư sự kia nhất định không phải việc nhỏ đã là như thế nói kia đến là như thế nào sự tình một lòng cảm thấy trừ bỏ trả thù Tống Ngọc Lan một nhà, còn có thể thuận tiện cho chính mình mưu một cái hảo hôn sự Tống Xuân Miêu, này trong lòng nhất thời lột bột một chút, là còn không tính toán đi sao. Tạ y nam liếc cọ sát không đi Tống Xuân Miêu liếc mắt một cái, tiện đà xoay người phân phó Tống Nhạc Sơn, Sơn Tử, người vất vả đi một chuyến, đi Tống Xuân Miêu trong nhà, đem nàng nương gọi tới đi, chờ lát nữa, lại đi một chuyến cắt gia. Tạ y nam thái độ kiên quyết, hiển nhiên đều không phải là đang nói đùa. Tống Xuân Miêu lần này tới Tống Gia, là thiện làm chủ trương, bất quá chính là làm chính mình xuất khẩu trong lòng ác khí thôi, cho nên Mạnh Thị cùng các gia người căn bản không biết tình. Việc này Mạnh Thị bên kia còn tốt một chút, chỉ cần có tiền, gì đều hảo thuyết, tuyến hạ Mạnh Thị liền bởi vì nàng leo lên các gia việc hôn nhân này, có thể thu được càng nhiều lễ hỏi, trong lòng vui mừng, đối nàng thái độ đều tốt hơn rất nhiều, vì nàng trong bụng đầu hài tử thậm chí còn đuổi theo làm nàng ăn thượng một hai cái trứng gà. Mạnh thị nhất định là sẽ không để ý nàng có thể hay không tới tống gia tìm tra, gặp phải chuyện gì tới. Nhưng thật ra các gia bên kia, lần trước mạnh thị mang theo nàng đi các gia thảo công đạo thời điểm, các gia hà liền dặn dò quá hắn, việc này rốt cuộc có chút trên mặt không qua được, làm nàng chớ có lộ ra, cũng chớ có đi cùng những cái đó nói nàng người tranh chấp, chỉ an tâm đãi ở trong nhà đầu, chờ xuất giá chính là. Nếu là các gia biết nàng tới tống gia tới tìm tra, các gia hà nhất định trong lòng không mừng, tống xuân miêu nhưng không nghĩ chọc đến nàng thật vất vả ôm lấy đùi không cao hứng, tống xuân miêu nghĩ nghĩ, chỉ có thể cắn môi đứng lên, này bước chân không tình nguyện ra bên ngoài dịch, vốn dĩ tưởng diễu võ dương oai, hảo hảo khoe ra một phen, kết quả căn bản không có khí đến tạ y nam cùng tống ngọc lan, ngược lại là chọc chính mình một bụng không cao hứng, còn mặt xám mày cho, càng làm cho nàng để ý sự, là tạ y nam theo như lời các gia kia cộc sự. Tẩu tử, ta đi nhưng thật ra có thể, Tống Xuân Miêu Giang Nang đã mở miệng, chính là tẩu tử nói các gia kia cộc sự, đến cục cùng là chuyện gì, việc này ta liền khó nói, rốt cuộc ta là người ngoài, nói người khác trong nhà sự tình, kia không phải sau lưng khu môi múa mép sao. Ngươi đánh giá nếu không bao lâu liền gã đến các gia đi, này có chuyện gì, các gia hà nhất định sẽ cùng ngươi nói, tạ y nam nói, ngươi thả chờ các gia hà chủ động cùng ngươi nói chính là, bên cũng cũng đừng nói thêm nữa, căn bản không có được đến bất luận cái gì hồi đáp, Tống Xuân Miêu đó là bị tạ y nam liền đẩy mang kéo đuổi ra sân, muốn hỏi lại lại là chỉ có thể nhìn thấy tạ y nam một cái cái ót, cùng với kia, loãng xoảng một tiếng đóng lại sân môn, Tống Xuân Miêu sắc mặt trắng lại bạch, là liều mạng cắn môi dưới. Trong lòng vẫn luôn nhớ thương mới vừa rồi tạ y nam theo như lời những lời này đó, nàng cho rằng nàng đem tất cả mọi người trả thù, kết quả đến cuối cùng là chính mình ở chỗ này hạt nhạt a tại chỗ bồi hồi vài vòng lúc sau tống xuân miêu chợt đá bay dưới chân một cái đất cứng căm giận đi rồi chương 154 đừng sợ canh một từ trước còn chỉ đương này tống xuân miêu đáng thương kết quả không từng nghĩ tâm tư như vậy độc chính mình được tiện nghi còn khoe mẽ còn nghĩ lại đây khoe ra khoe ra không thành trên đời này như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người quách thị đều nhìn không được chỉ căm giận mắng thượng bất chính hạ tắc loạn Mạnh thị chính là cái chui vào lỗ đồng tiền đầu, nàng sinh dưỡng khuê nữ có thể hảo đi nơi nào. Lần tới đừng lại làm ta coi thấy các nàng người nhà, tào thị càng là cấp khí cái không nhẹ, theo sau còn lại là nhìn tạ y nam nói, bất quá sơn tử tức phụ nhưng thật ra lợi hại, này nói chuyện cùng pháo đốt dường như, làm nàng lời nói đều nói không nên lời nửa câu, nhìn thật đúng là hả giận, nhưng không sao, kia thẩm xuân mầm liền cãi lại công phu đều không có, mặt xám mày cho. Quách thị phụ họa nói, sau này ta nhưng đến cùng liễu chi nói một câu, đến cùng này Xuân Mầm hoàn toàn tuyệt giao, thực sự quá mức. Tống Ngọc Lan đối với Tống Xuân Miêu đoạt các gia hôn sự sự nguyên bản đảo cũng không có nhiều ít tức giận, rốt cuộc nàng cũng không quá muốn gả đến các gia đi. Chỉ là Tống Xuân Miêu mắt trong mong tới cửa tới tìm việc, thực sự đem Tống Ngọc Lan cấp ghê tẩm tới rồi, sau này lại không nghĩ nhìn đến Tống Xuân Miêu nửa phần, liền hướng về phía nàng làm ra loại này dơ bẩn sự liễu chi khẳng định trốn đến rất xa không cần ngươi nhắc nhở tạ y nam cười nói mặc dù là nông gia nhưng này các gia các hộ đối với lễ tiết thanh danh cũng là thập phần để ý giống tống xuân miêu loại này chưa lập gia đình có thai lại đoạt phát tiểu hôn sự cô nương người khác nhất định sẽ dạy dỗ chính mình con cái tránh càng xa càng tốt nơi nào còn dám cùng nàng ở bên nhau chơi cũng là tống ngọc lan gãi gãi lỗ tai nở nụ cười một lát sau chớp đôi mắt hỏi ý ai vừa rồi nhị tẩu ngươi nói các gia có cái gì không vì người biết sự, đó là chuyện gì, nương, ngươi biết việc này không, ở cái này sự phía trước, các ngươi thật sự cũng nghĩ tới muốn cùng các gia từ hôn sự, việc này ta thật đúng là không biết. Tào thị lắc lắc đầu, ta còn là đầu một hồi nghe thế sự, sơn tử tức phụ, này rốt cuộc là sao hồi sự, vừa nói cái này, tạ y nam phục cười ra tiếng tới, này cười, làm mọi người càng thêm buồn bực, hai mặt nhìn nhau. Tạ y nam cười hồi lâu, mới dừng lại cười, nói, việc này là ta bị chuyện, này Tống Xuân Miêu làm ra đoạt người khác hôn sự sự, chúng ta nguyên bản cũng lười đến so đo, nhưng hôm nay lại một hai phải tới nhà chúng ta khoe khoang, cố ý cấp chúng ta ngột ngạt, việc này làm người thật sự nhịn không nổi, như thế nào cũng phải nhường nàng không thoải mái mới thành, đã là nàng đối với các gia việc hôn nhân này giàu dạt đắc ý, chỉ cảm thấy chính mình nhặt được bảo giống nhau, ta đây liền đơn giản cho nàng này trái tim thêm cây châm. Nói chút có không, này các gia các hộ đều có điểm chính mình việc lớn việc nhỏ nếu thật là có đó là ta mong đúng rồi nếu là không có này cộc sự nói tống xuân miêu cũng chỉ sẽ cảm thấy là gạt nàng cả ngày nghi thần nghi quỷ cũng không thể hảo hảo sinh hoạt mặc kệ nói như thế nào những lời này đều đủ để cho tống xuân miêu lăn qua lộn lại tưởng cũng tuyệt đối sẽ làm nàng cùng các gia hà tâm sinh thập khiển đến lúc đó cũng nhất định quá không yên phận những người khác lập tức bừng tỉnh đại ngộ là có chuyện như vậy không cho chúng ta sống yên ổn, nàng cũng đừng nghĩ hảo hảo quá, sơn tử tức phụ thật đúng là quỷ linh tinh, việc này đều nghĩ ra được. Tào thị ha hả cười không ngừng, ta từ trước liền nói quá nhị tẩu thông minh tuyệt đỉnh, nương lúc này nhưng kiến thức tới rồi đi. Tống Ngọc Lan cũng ở một bên khanh khách mà cười, kiến thức tới rồi, kiến thức tới rồi. Tào thị cười đến là ngửa tới ngửa lui, nương cùng Ngọc Lan nói như vậy ta, nói ta đều ngượng ngùng. Tạ Y Nam chỉ xoay đề tài, chúng ta vẫn là chạy nhanh ăn cơm đi, cơm còn không có ăn xong đâu, còn không phải sao, chỉ lo ở chỗ này nói chuyện, này đồ ăn đều lạnh, ta lại đi nhiệt nhiệt, thiên nhi lạnh ăn lạnh cơm không tốt, dễ dàng bị thương dạ dày, tích hàng liền không hảo. Tào thị nói tiếp đón quách thị đi nhà bếp bên trong đêm đại gia còn không có ăn xong đồ ăn cấp nhiệt nhiệt, đều là từng người trong chén thừa, cũng không hảo lại đảo trở về nhiệt, đơn giản thả vĩ hấp đến nồi thường, Lửa lớn thiêu khai thiêu nhiệt, đem từng người chén phóng tới vỉ hấp phía trên chân một chân, chân nhiệt đồ ăn lúc sau, lại tiếp theo ăn cơm. Ăn xong sau lúc sau mọi người đánh tiếp quét nhà ở cùng sân. Tới rồi thiên sát khắc thời điểm, Tống Thành Hữu cùng Tống Nhạc Thuận thu tiền công về tới trong nhà, mang theo một thân mệt mỏi. Tào Thị cùng Quách Thị thu xếp hai người ăn cơm, hơn nửa thiên cũng đen, đơn giản thiêu cháo, mọi người cùng nhau ăn cơm chiều. Buổi trưa hầm đồ ăn thừa một ít chủ yếu đều để lại cho Tống Thành Hữu cùng Tống Nhạc Thuận tới ăn, ngoài ra thiêu cái giấm lưu cải trắng, quấy một cái rau trộn dầu chiên đậu hũ phiến, cộng thêm một cái sang xào củ cải ti, gia thường tiểu thái, xem như phù hợp nhất tạ y nam ăn uống, chỉ ăn đến là vui vẻ vô cùng, ăn xong cơm chiều lúc sau, tạ y nam cùng Tống Nhạc Sơn liền cũng liền hướng cái kia sơn đi, việc này thiên đã hắc thấu, chỉ là hôm nay thời tiết thập phần sáng sủa, lúc này bầu trời nguyệt nhi sáng tỏ. Ngôi sao càng là lóng lánh, thế cho nên ánh sáng thập phần sáng ngời, mặc dù không đề cập tới đèn lồng, cũng có thể đem lộ xem thập phần rõ ràng. Nguyên bản nhưng thật ra còn hảo, nhưng chợt một mảnh vân phiêu lại đây, đem kia ánh trăng cấp trắng kín mít, cũng bởi vậy nguyên bản sáng ngời một mảnh, tức khắc trở nên đen nhánh một mảnh. Cái này làm cho tạ y nam có chút khẩn trương, bởi vì nàng sợ hắc, sợ hắc là nàng từ nhỏ tật xấu, bởi vì khi còn nhỏ ở trong nhà ngủ, tỉnh lại lúc sau tìm không thấy cha mẹ, khóc kêu nghiêng ngã lão đảo chạy ra gia môn, ở hắc ám trên đường đi tới đi lui, thế cho nên đi đến cuối cùng sức cùng lực kiệt lúc sau, ngủ ở đầu đường. Tuy nói ngày hôm sau sáng sớm cha mẹ tìm được rồi nàng, nàng cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nhưng bởi vì khóc kêu ở hắc ám nhỏ nhỏ kinh hoảng thất thố bôn tẩu cả đêm, cũng bởi vậy rơi xuống có chút sợ hắc tật xấu. Ở hiện đại xã hội, có sáng ngời chiếu sáng, nàng có thể 24 giờ hưởng thụ sáng ngời, nhưng thật ra cũng còn hảo, nhưng cái này chiếu sáng trạng huống rõ ràng không tốt thời đại, đối với tạ y nam tới nói là một kiện thực đau đầu sự tình. Nàng có thể nói nỗ lực khắc phục, nhưng ở cái này không có thắp đèn lồng, chỉ có tinh quang cùng ánh trăng ban đêm, ở bên ngoài đi tới đêm lộ, tóm lại làm tạ y nam trong lòng cảm thấy có chút bất an, thế cho nên đi đường thời điểm, theo bản năng liền vãn trụ tống nhạc sơn cánh tay, gắt gao. Tống Nhạc Sơn có thể cảm giác được đến tạ y nam khẩn trương, duỗi tay nắm lấy tay nàng, sợ hãi ân, có điểm sợ hát. Tạ y nam thập phần thành thật gật đầu thừa nhận, nắm chặt tống nhạc sơn cánh tay tay, nhịn không được lại nắm thật chặt, không có việc gì, lập tức liền đến da. Tống nhạc sơn nhẹ nhàng vỗ tạ y nam mu bàn tay, thấp giọng an ủi, ân. Tạ y nam ngoài miệng đáp ứng, chỉ là này thân thể, vẫn là cấp ra nhất chân thật tự nhiên phản ứng, tống nhạc sơn này đuôi lông mày tức khắc trầm trầm xuống, đơn giản dừng bước chân, duỗi tay chặn ngang đem tạ y nam cấp ôm lên. Tạ y nam đột nhiên không kịp phòng ngừa, theo bản năng chỉ có thể dùng đôi tay ôm chặt lấy tống nhạc sơn cổ, chương 155 gấp không chờ nổi, canh hai như thế, nàng cả người hơn phân nửa đều ngã xuống tống nhạc sơn trong lòng ngực, gương mặt cũng dính sát vào ở tống nhạc sơn ngực chỗ, nghe hắn trầm ổn hữu lực, thả giàu có tiết tấu tiếng tim đập, như vậy có thể hay không cảm thấy an tâm một ít. Tống nhạc sơn nhẹ giọng nói, cúi đầu ở tạ y nam trên trán nhẹ nhàng hôn hôn, càng là lấy chóp mũi chạm chạm nàng gương mặt, cọ cọ nàng cái mũi, vào đông, tống nhạc sơn chóp mũi mang theo hơi hơi lạnh lẽo, mà hô hấp chi gian phun ra hơi thở lại là ôn ấm áp, chỉ làm tạ y nam cảm thấy ngứa. Như vậy ái muội thả mang theo chút chơi đùa hành động, chỉ làm tạ y nam cảm thấy trong lòng đã ấm, lại cảm thấy có chút hảo chơi, hơn nữa hắn trọng lớn hữu lực ngực cho nàng mang đến từng trận ấm áp, cùng với kia cường hữu lực tiếng tim đập, chỉ làm tạ y nam cảm thấy mạc danh tâm an, nguyên bản hoảng loạn cùng trong lòng khiếp đảm, này một chút cơ hồ là tiêu tán hơn phân nữa. Tạ y nam an tâm cuộn tròn ở tống nhạc sơn ôm ấp bên trong, hưởng thụ hắn cho nàng mang đến ấm áp cùng tâm an, thậm chí có chút thích ý nheo nheo mắt, mây đen tan đi, ánh trăng một lần nữa vẫy đầy đại địa, tạ y nam mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy bị ánh trăng bao phủ tống nhạc sơn sườn mặt bàn, đao tước giống nhau góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, mang theo nồng đậm lạnh lùng, chỉ là bởi vì hắn lúc này dơ lên khóe môi, lại làm gương mặt này nhiều một chút nhu tình cùng ấm áp, này lãnh cùng ấm có thể nói kết hợp gãi đúng chỗ ngứa, làm gương mặt này càng thêm vài phần anh tuấn cảm, chỉ làm người có chút không dời mắt được, khuôn mặt phía dưới cổ, thon dài lại không mất thô tráng, hiển nhiên là giàu có lực lượng thân thể mới có được, hầu kết hơi hơi xông ra, bởi vì đi đường duyên cớ, hơi hơi giật giật, tạ y nam cảm thấy có chút hảo chơi. Câu lấy tống nhạc sơn cánh tay thả một cái xuống dưới, duỗi tay đi xoa xoa mềm mại thả mang theo hơi hơi lạnh lẽo xúc cảm thình lình xảy ra chỉ làm tống nhạc sơn hơi hơi cứng lại thân mình càng là cứng đờ cổ họng khô khốc cảm làm hắn không thể không nuốt một chút nước miếng như thế này hầu kết đó là lại giật giật hơn nữa so vừa rồi lợi hại hơn một ít hảo chơi tạ y nam tức khắc chơi tâm quá độ liền lại giơ tay đi vỗ một chút lại tới nữa tống nhạc sơn cánh tay lại là nhịn không được khẩn một chút liền mày đều ninh ở cùng nhau cúi đầu nhìn nhìn tạ y nam, ánh mắt sáng quắc, này tâm đột nhiên trầm trầm xuống, tống nhạc sơn gia tăng trở về đi bước chân, ân. Đây là làm sao vậy, nhận thấy được tống nhạc sơn hiển nhiên nhanh hơn đi đường tốc độ, tạ y nam có chút kinh ngạc, chỉ là không dung nàng nghĩ nhiều, tống nhạc sơn đã là vào sân, mở ra môn, đem nàng đặt ở trên giường, một tay căng giường. Cả người cơ hồ đem tạ y nam toàn bao ở dưới thân, tống nhạc sơn càng là nàng bên tai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, như vậy gấp không chờ nổi ân ừ, hơi lạnh chóp mũi chạm vào nàng vành tai cùng gương mặt cùng với mới vừa nói lời nói khi phun ra hơi hơi nhiệt khí này lãnh nhiệt luân phiên chỉ làm tạ y nam trong lòng rung lên tạ y nam tức khắc ngẩn ra rồi sau đó nhanh chóng hiểu được mới vừa rồi nàng kia chơi đùa động tác ở tống nhạc sơn xem ra là tràn đầy đều là ái muội hương vị cũng tràn đầy đều là câu dẫn ý vị lúc này tống nhạc sơn đúng là thực tủy biết vị là lúc tự nhiên là không chịu nổi như vậy hành động, giờ này khắc này, chỉ sợ tràn đầy đều là muốn ăn luôn nàng ý tưởng, đặc biệt là kia sáng quắc ánh mắt, chỉ nhìn chầm chầm tạ y nam mặt đỏ lên, nóng lên, mà vừa rồi tạ y nam bởi vì cảm thấy hảo chơi mà chạm vào hầu kết, lúc này cũng là hơi hơi rung động, thể hiện hắn lúc này cảm xúc, tạ y nam đầu tiên là ngượng ngùng mà cắn cắn môi dưới, nhưng ở hít sâu một hơi sau, thả dơ lên đầu, môi đỏ hàm răng. Cũng không có đi tìm tống nhạc sơn môi, mà là leo lên cổ họng chỗ, thanh nhu rơi xuống, thực tủy biết vị, không chỉ có tống nhạc sơn có, nàng tạ y nam cũng có, tống nhạc sơn tim đập, suýt nửa lỡ một nhịp, chống ván giường tay, khoảnh khắc chi gian liền nắm chặt thành nắm tay, theo sau còn lại là bắt lấy bên cạnh chăn, cái ở hắn cùng tạ y nam trên người, một đêm lưu luyến, hôm sau sáng sớm, tạ y nam cùng tống nhạc sơn lại so bình thường vãn nổi lên rất nhiều. Tối hôm qua thượng các nàng hai người trở về là lúc, Tào thị phao thượng đậu nành, nói là hôm nay muốn xay đậu hũ dùng, đánh giá này một chút sợ là đã trang thượng thể ma, bắt đầu ma cây đậu, nếu là bọn họ hai người đi quá muộn nói, chỉ sợ lại phải bị nói đùa, nhớ tới Tống Ngọc Lan ngày hôm qua vô tâm vui đùa, lại nhớ đến mới vừa rồi lâm rời giường là lúc lại lần nữa ôm nhu, liền làm tạ y nam gương mặt ửng đỏ, thu thập một phen, đơn giản ăn cơm sáng, tạ y nam cùng Tống Nhạc Sơn liền tính toán hướng lão viện đi, Sơn tử đệ muội mới vừa đóng lại nhà chính môn tống nhạc thuận cùng quách thị đi tới trong viện đầu đại ca đại tẩu tống nhạc sơn cười chào hỏi chúng ta đang chuẩn bị hướng lão viện đi đâu tạ y nam cũng cười nói thấy bọn họ hai người nghĩ lầm bọn họ vợ chồng hai là tới thúc giục hai người bọn họ trở về làm việc tống nhạc thuận vội vàng xua tay không phải ý tứ này ta và các ngươi đại tẩu tới là có bên sự gì sự tống nhạc sơn mở cửa đem tống nhạc thuận cùng quách thị nên tới rồi trong phòng tạ y nam còn lại là đi lấy ấm trà đệ muội không vội sống còn phải hiện nấu nước quái phiền toái quách thị nói tới tiền sơn tử cùng đệ muội cũng không nhiều lắm sự nói nói mấy câu liền đi cũng đừng phiền toái đại ca cùng đại tẩu tới là gì sự tạ y nam cùng tống nhạc sơn cho nhau nhìn thoáng qua này không lúc trước bởi vì thuận tử sự làm đệ muội tiêu pha này tiền chúng ta nghĩ nhanh chóng cấp còn thượng chỉ là lại nói tiếp thực sự ngượng ngùng, đại ca ngươi này đoạn thời nhật không ngừng đẩy nhanh tốc độ, kiếm bạc lại là không nhiều lắm, trừ bỏ ngày thường thượng vàng hạ cám tiêu dùng, này một chút thừa bạc nhưng thật ra không nhiều lắm, này một chút, chỉ có thể trước trả lại các ngươi nhiều như vậy. Quách thị nói chuyện, cầm trong tay kia bao kính mít tiểu bố bao đưa qua, tạ y nam suy tư một lát, duỗi tay nhận lấy, xem phân lượng, cũng liền đánh giá nếu là một hai nhiều bạc, 50 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, Tống Nhạc Thuận vợ chồng hai cái một hai năm cũng còn không rõ, đánh giá nếu là sấn lần này kết tiền công, chạy nhanh cho nàng còn thượng một ít tới. Bất quá ngày hôm qua Tống Nhạc Thuận mới kết tiền công, hôm nay sáng sớm liền tới đây còn tiền, nhưng thật ra cũng thuyết minh bọn họ vợ chồng hai người, trong lòng có chuyện này, nhớ thương chuyện này, cũng không có bởi vì ý vào là thân huynh để duyên cớ mà cố ý kéo dài hoặc là không còn. Từ trước quách thị keo kiệt ích kỷ, lại ái tranh cái cao thấp, tạ y nam đối này thập phần không mừng, lúc này gặp đại sự phía trên, hoặc nhìn vẫn là biết một chút đúng mực, tạ y nam đối quách thị ấn tượng, nhưng thật ra đổi mới không ít, đây là một lượng rưỡi, không nhiều lắm, đệ muội trước thu, dư lại những cái đó, chúng ta sẽ mau chóng còn thượng, đệ muội yên tâm chính là. Quách thị nói, không có việc gì, không nóng nảy, đại ca đại tẩu cũng đừng quá khó xử, có chuyện gì, trước tăng cường đương dùng, tạ y nam cười nói, đơn giản này một chút chúng ta cũng có chỗ ở, không nóng nảy xây nhà, cũng còn không có hài tử, không có gì đại tiêu dùng, chương 156 áp chế, canh ba, đối phương đã là có tâm, cũng ở nỗ lực, cẩn thận luận khởi tới nàng này một chút đích xác cũng không nóng nảy dùng tiền, nhiều cấp đối phương một ít dư giả thời gian, đảo cũng không sao, tạ y nam không phải keo kiệt người, đệ mùi là thiện giải nhân ý, chỉ là này tiền chúng ta là đương còn. Chúng ta vẫn là đến mau chóng vì bê quét, hảo. Tống Nhạc Thuận nói, chúng ta biết đại ca đại tẩu tâm tư, tạ y nam cười nói, lại nói tiếp, lúc này cũng không còn sớm, nương phao cây đậu phao hảo không có, này một chút nên ma tương đi, này trả tiền sự, mọi người đều biết, nhớ thương chuyện này là được, nói nhiều tổng cảm thấy biệt nữ thực, tạ y nam đơn giản cũng liền xoay đề tài, ân, nương đem ma cấp tẩy hảo, này một chút chính ra bên ngoài vớt cây đậu đâu, vớt ra tới phỏng chừng đến hơi chút khống khống thủy. Quách Thị đáp này ma tương lúc sau còn phải qua si nấu chín nấu chín còn phải điểm đậu hũ này vội vội lãi nhải nếu là không nắm chặt nói chỉ sợ trời đã tối rồi chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về hỗ trợ đi tạ y nam đề nghị nói thành khi chúng ta chạy nhanh về đi quách thị cười cười việc này làm tào thị nhất định sẽ thập phần vừa lòng sau này đánh giá cũng có thể đau lòng bọn họ đại phòng một ít nói không chừng này tiền công thượng cũng có thể đa phần bọn họ một ít có thể làm cho bọn họ sớm chút trả hết tiền, hơn nữa, nhìn tại y nam bộ dáng thái độ hòa hoãn, cũng không có vội vã thúc giục nàng còn tiền, mà là làm cho bọn họ không cần sốt ruột, nàng trong lòng cũng thoáng yên ổn, này tiền lại chậm rãi còn cũng là được. Nghĩ đến đây, Quách thị này tươi cười bên trong, nhưng thật ra cũng mang theo rất nhiều như trút được gánh nặng cảm giác. Bất quá này đó tiểu tâm tư, Quách thị chưa nói xuất khẩu, mọi người cũng đều không lắm để ý. Đoàn người trở về này cây đậu cũng lượng không sai biệt lắm, liền chạy nhanh bắt đầu ma nổi lên cây đậu. Tống Nhạc Sơn cùng Tống Nhạc Thuận Huynh đệ hai người đẩy thạch ma, tạ Y Nam cùng Tống Ngọc Lan thay phiên hướng ma thạch phía trên thêm cây đậu. Theo thạch ma chuyển động, này màu trắng ngà sữa đậu nành từ cối xay phía dưới chảy ra, theo bàn đế vết xe, chảy tới đặt ở phía dưới thùng gỗ bên trong, theo sau lại lục tục đảo tiếng thưa thớt vải thô phía trên, đem kia bả đậu tất cả lự đi, chỉ còn lại có tinh tế sữa đậu nành nhập nồi lửa lớn ngao nấu, nấu đến sữa đậu nành hoàn toàn sôi trào, triệt hỏa, tào thị múc chút sữa đậu nành ra tới, bỏ thêm đường trắng, đưa cho tạ y nam cùng tống ngọc lan đám người, ngày thường ma cái này lao lực, phần lớn không làm, khó được làm đậu hủ có thể uống thượng này sữa đậu nành, các ngươi chạy nhanh uống điểm, tào thị nói, dư lại này đó, thuận tử tức phụ ngươi cầm đi cấp thuận tử hòa bình nhi một ít, cha ngươi không yêu uống cái này, không cần cho hắn lưu. Quách thị chiếu phân phó đi đảo sữa đậu nành, tạ y nam cùng tống ngọc lan ở chỗ này uống nổi lên sữa đậu nành nóng hầm hập ngọt ngào hơn nửa hương vị thuần hậu so hiện đại sữa đậu nành mỹ vị rất nhiều làm người dư vị vô cùng tạ y nam uống lên non nửa chén buông xuống chén nhìn quanh bốn phía phát giác trong nhà không thấy tống nhạc sơn thân ảnh nhìn thấy ngươi nhị ca không có sao đến tổng cảm thấy mới vừa rồi liền không nhìn thấy hắn tạ y nam hướng tống ngọc lan hỏi không biết ai tống ngọc lan lắc lắc đầu quy tống khang bình uống xong sữa đậu nành cầm chén lấy về nhà bếp quách thị nghe được tạ y nam hỏi liền đáp mới vừa rồi ta nghe sơn tử cùng cha ở kia nói chuyện nói là muốn đi tộc trưởng gia một chuyến đánh giá này một chút hẳn là hướng kia đi tộc trưởng là nhất tộc chi trường đức cao vọng trọng chịu trong tộc mọi người kính trọng mau ăn tết đi nơi đó đi một chút bái cái năm cũng là thường có tạ y nam cũng liền không có tưởng quá nhiều chỉ lên tiếng sau tiếp tục cùng tống ngọc lan nói chuyện mà không bao lâu công phu sau, Tống Nhạc Sơn cũng liền về tới trong nhà đầu, Tạ Y Nam cũng liền càng thêm không bỏ ở trong lòng. Sữa đậu nành ngao hảo, phóng lạnh, lấy kia toan tương thủy điểm đậu hủ hoa ra tới, lại đem kia đậu hủ hoa tất cả phóng tới khuôn đúc bên trong, lấy vải thô quá thủy, chỉ đem dư thừa tương thủy tất cả đè ép đi ra ngoài. Này nóng hôi hổi, nộn nộn đậu hủ cũng liền làm tốt, nóng hầm hập đậu hủ, hiện các cái gì đều không bỏ, đều mang theo nồng đậm đậu mùi hương nếu là dính chút sa tế tới càng là ăn ngon đến không được mà mới vừa ma như vậy một khối to đậu hủ tống gia người buổi tối trực tiếp tới một cái thật đánh thật đậu hủ yến đậu hủ viên đậu hủ canh chiên đậu hủ quấy đậu hủ hầm đậu hủ phần lớn là xuất từ tạ y nam cùng tào thị tây nghề thập phần mỹ vị mọi người cũng là ăn cái vui vẻ vô cùng rồi sau đó mấy ngày chân màng thầu quá du sát gà hầm thịt cơ hồ mỗi một ngày đều ở vì ăn tết mà bận rộn các gia các hộ mỗi người trên mặt cũng đều mang theo hỷ khí dương dương tươi cười tân niên đã đến từ cựu nên tân tự nhiên là nên cao hứng nhưng thật ra này tống xuân miêu một nhà lại không có ăn tết ứng có hoang thanh tiếu ngữ mà là tử khí trầm trầm đặc biệt là mạnh thị này một chút nổi giận đùng đùng làm nàng như thế tức giận là bởi vì hai việc thứ nhất là tộc trưởng trước hai ngày đi tìm nàng nói là tống xuân miêu cùng các gia hà việt đồi phong bại tục làm người khinh thường Dựa theo tộc pháp gia quy, Tống Xuân Miêu hẳn là trồng lồng heo, trang đe cảnh cáo mới đúng, chỉ là pháp ngoại không ngoài nhân tình, chú ý tộc pháp gia quy rất nhiều, nhớ thương Tống Xuân Miêu người đang có thai, con trẻ vô tội, này phạt nhưng miễn, nhưng cần đến quyên bạc năm lượng, tu sửa từ đường sử dụng, nếu không nói, liền muốn đem Tống Xuân Miêu từ trong tộc xóa tên, cả nhà đuổi ra thôn trang. Như vậy sự, ở mạnh thị xem ra căn bản chính là vì lừa bịp Tống tiền bạc, nhưng nếu là không vân theo nói cả nhà bị đuổi đi, đó là sống không nổi, đặc biệt là Tống Xuân Miêu nếu là bị trừ bỏ danh nói, này hôn sự đều thành vấn đề. Mạnh thị hùng hùng hổ hổ, lại cũng là một ngụm nha đánh nát hướng trong bụng đầu nuốt, đồng ý này cọc sự, nhịn đau đêm này năm lượng bạc đem ra, mà làm mạnh thị tức giận không thôi chuyện thứ hai, đó là các gia, hai nhà thương lượng hảo, đã là ra việc này, liền muốn tống xuân miêu cùng các gia hà thành thân, mà làm tránh cho thành hôn là lúc xấu hổ tốt nhất đuổi ở tống xuân miêu bụng đại phía trước làm hôn sự, hết thảy giản lược, hết thảy đuổi thời gian. việc này mạnh thì là không thèm để ý, chỉ cần lễ hỏi cấp đủ, những cái đó lễ tiết gì đó bất quá đều là hư, có hay không đều không quan trọng. vì thế hai bên ăn nhịp với nhau, thành hôn nhật tử định ở hai tháng mạc, lễ hỏi cần đến ở năm trước đưa đến. các gia cũng đúng hạn tặng lễ hỏi lại đây, này vốn dĩ nên là làm mạnh thì cao hứng sự tình, chỉ là, này các gia đưa tới lễ hỏi. Lại là cùng lúc ban đầu nói không giống nhau. Mạnh thị lúc ấy tới cửa đi thương lượng chuyện này thời điểm. Lại là chơi xấu lại là bức bách. Cuối cùng đính xuống tới là 18 lượng lễ hỏi tiền. Nhưng lúc này các gia đưa tới. Lại chỉ có 6 lượng bạc. Nguyên do là đây là các gia quy cũ. Mắt nhìn đến miệng thịt mở ngạnh sinh sinh mà thiếu 2 phần 3. Mạnh thị tự nhiên là tức giận không thôi. Nói cái gì cũng không thành. Lại lần nữa nháo tới rồi các gia đi. Chỉ nói nếu là lễ hỏi không cho đủ 18 lượng bạc liền một chén hoa hồng đi xuống, đem tống xuân miêu trong bụng hài tử xóa sạch, làm các gia đã không có trưởng tôn, lấy này tới áp chế các gia, bức bách các gia đi vào khuôn khổ, chương 157 tha ta đi, nhưng các gia đối mạnh thị hồ nháo cũng không để ý, chỉ nói chỉ có nhiều như vậy lễ hỏi, nếu là mạnh thị không đáp ứng, này hôn sự từ bỏ cũng là không sao, đến nỗi trong bụng đầu hài tử, có hay không đều không quan trọng, sau này lại tìm người khác đương tức phụ còn sợ không có tôn tử không thành. Các gia eo đỉnh ngạnh, lời nói càng là nói tàn nhẫn, mạnh thị cũng là bị nghẹn đến nói không ra lời, càng là không dám nói cái gì nữa. Rốt cuộc nếu là các gia thật hủy hoại hôn, không cưới Tống Xuân Miêu nói, Tống Xuân Miêu sớm đã không phải hoàng hoa khuê nữ, đó là căn bản gã không ra, đừng nói lại muốn cái gì lễ hỏi, cũng là vì cái này, mạnh thị cứ việc không tình nguyện, nhưng vẫn là đồng ý tới chuyện này, chỉ thu này sáu lượng bạc lễ hỏi đối các gia cũng không dám vên mặt hất hàm sai khiến, chỉ hòa thanh hòa khí, nhưng đối các gia hòa khí, lại không đại biểu nàng không đối Tống Xuân Miêu phát giận, mạnh thị tức giận khó làm, chỉ lấy Tống Xuân Miêu hết giận, bởi vì nàng người đang có thai, sợ thương đến trong bụng đầu hài tử, chọc giận các gia, mất này phân việc hôn nhân, cũng không cần ngày thường cành liễu chờ đồ vật, chỉ lấy một cây kim bay áo tới, chỉ hướng Tống Xuân Miêu mu bàn tay, ngón tay thượng trác. Chỉ trác Tống Xuân Miêu là đau trác tâm kêu khóc mấy ngày liền mạnh thị đối nàng khóc kêu có mắt không trồng một bên trác còn một bên chửi rủa không thôi bồi tiền hóa đồ vật một chút bản lĩnh cũng không có liền lễ hỏi tiền đều lấy không trở lại giữ ngươi lớn như vậy có ích lợi gì tống xuân miêu bị trác thực sự khó nhịn chỉ một bên khóc một bên xin tha nương tha ta đi tha ta đi sau này ta nhất định hảo hảo hiếu kính nương hảo hảo hiếu kính nương hiếu kính ta ngươi nếu là muốn hiếu kính ta liền chạy nhanh đi hống kia các gia hà, đêm này thiếu lão nương lễ hỏi tiền đưa về tới. Mạnh thị phẫn nộ quát, cái này làm cho Tống Xuân Miêu sắc mặt càng thêm tái nhật, bởi vì này lễ hỏi sự tình, Tống Xuân Miêu không phải không có ngầm đi tìm các gia hà, cũng không phải không cùng các gia hà nói qua này cọc sự, nguyên bản nàng cho rằng nàng khóc sức mướt nói nói chính mình khó xử, lại mềm ngôn mềm giọng hống các gia hà một hồi, cùng lắm thì mạo nguy hiểm lại lăn một hồi đống cỏ khô, làm hắn đồng ý chuyện này. Kết quả các gia hà căn bản không nghe nàng lời nói, đối nàng khóc lóc kể lễ cũng là rất là không kiên nhẫn, càng không có muốn cái kia gì đó ý tứ, chỉ nói đây là các gia bên kia quy củ, nếu là cho nhiều, đó là phải bị người chê cười, là trăm triệu không có khả năng đáp ứng. Các gia hà đối việc này không đồng ý, thả ẩn có không kiên nhẫn ý tứ, cái này làm cho Tống Xuân Miêu không dám nhắc lại việc này, các gia hà là nàng cứu mạng đùi, nàng cần thiết đến chặt chẽ ôm lấy, nếu như bằng không liền vô pháp nhảy ra trong nhà cái này lửa lớn hố, Tống Xuân Miêu không cho phép lại có chút bại lộ, cho nên nàng cũng liền không hề năng nỉ các gia hà nói này lễ hỏi việc. Hiện nay Mạnh Thị nhắc lại việc này, Tống Xuân Miêu cũng là lại thẹn lại bực, xấu hổ chính mình bất lực, bực đến là các gia hà từ trước nói thật dễ nghe, thời điểm mấu chốt lại là căn bản cũng không thế nàng suy nghĩ, nhưng oán trách về oán trách, lúc này cuối cùng muốn chính là ứng đối tào thị, không hề bị này kim đâm chi khổ tống xuân miêu chỉ một bên khóc một bên khuyên nhủ nương ta sớm đã tìm các gia hà nhưng các gia chết sống không đồng ý việc này này một chút nương cũng đừng bởi vì này lễ hỏi sự lại làm ầm ĩ nếu là chọc giận các gia mất hôn sự vậy không ổn nương thả không nên gấp gáp chỉ chờ ta gả đến các gia đi đến lúc đó sinh hạ tiểu tử các gia còn không phải ta định đoạt đến lúc đó tưởng như thế nào trợ cấp nương liền như thế nào trợ cấp nương nương không bằng này một chút trước những cái này hống các gia cao hứng, các gia nhất định cũng cho rằng ta là cái hiểu chuyện biết tiếng thối con dâu, đến lúc đó đối ta tín nhiệm, ta cũng cũng may các gia đứng vững gót chân, đến lúc đó cũng càng dễ dàng hiếu kính nương, nương nói nói có phải hay không đạo lý này, Tống Xuân Miêu nói xong, thật cẩn thận nhìn mạnh thị, sợ chính mình vừa rồi theo như lời những lời này, đổi lấy chính là mạnh thị làm trầm trọng thêm kim đâm, cũng may, mạnh thị nghe xong này đó, suy tư lúc sau, buông xuống trong tay châm, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn tống xuân miêu liếc mắt một cái trả thù là ngươi còn có chút tâm nhãn biết chính mình nên làm gì chỉ là có một chút ngươi đến cấp lão nương nhớ kỹ sau này tới rồi các gia cũng đừng tưởng cùng trong nhà đầu chặt đứt nên cấp trong nhà trợ cấp chính là một chút cũng không có thể thiếu có nghe hay không thấy mạnh thị không hề lấy kim đâm người tống xuân miêu xem như nhẹ nhàng thở ra chỉ liên tục gật đầu yên tâm đi nương ta nhớ rõ nuôi dưỡng ta nhiều năm như vậy ta nếu là không biết này đó chẳng lẽ không phải quá vong ân phụ nghĩa chút biết liền hảo mạnh thị hừ lạnh một tiếng chỉ không kiên nhẫn nói chạy nhanh đừng ở kia lau nước mắt không biết còn không biết ta sao ngươi đâu chạy nhanh đi tẩy rửa mặt đem buổi trưa cơm làm cơm sáng ăn liền ít đi lại cùng ngươi ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy công phu này một chút bụng đều đói bụng là nương ta đây liền đi tống xuân miêu như được đại xá chỉ vội vàng lau nước mắt chạy nhanh đi bận việc đi. Nhà bếp bên trong không có gì đồ vật, Tống Xuân Miêu lại đi hầm bên trong tìm hai cái khoai tây, cầm một bút cải trắng ra tới, xứng chút miếng, buổi trưa chuẩn bị làm hầm đồ ăn ăn. Mạnh thị nhìn thấy Tống Xuân Miêu ở kia tước khoai tây ra, thiết cải trắng, tức khắc nhíu mày, hướng trên mặt đất phỉ nhổ nói, cả ngày liền ăn này đó, hận không thể thức ăn mặn cũng không thấy, thật không biết lão nương đời trước tạo cái gì nghiệt, mỗi ngày đi theo các ngươi này đó nha đầu ở chỗ này ăn cỏ ăn trấu. Một đống bồi tiền hóa, đem trong nhà đầu phong thủy đều dạy hư, nhật tử là càng qua càng khó, lúc trước sinh hạ tới các ngươi nên trực tiếp ném trong sông đầu chết đuối. Tống Xuân Miêu nghe được mạnh thị hùng hùng hổ hổ, mày thẳng nhăn, rửa rau thủy lạnh lẽo, ngón tay mới vừa rồi cũng không biết bị chọc nhiều ít hạ, này một chút phao đến trong nước đầu chỉ cảm thấy đau không được, nước mắt theo gương mặt xoát xoát liền chảy xuống tới. Tống Xuân Miêu cũng không dám làm mạnh thị nhìn thấy chỉ duỗi tay lấy tay áo đem nước mắt tất cả đều lau đi, chỉ duỗi tay đi sờ sờ không có bất luận cái gì biến hóa bụng, trong bụng đầu nhất định đến là cái nam qua mới thành, như vậy nàng nhật tử hảo quá, nàng hài tử nhật tử cũng tốt hơn. Năm nay tháng chạp là tiểu tiến, chỉ có 29 thiên, cũng bởi vậy, 29 đó là trừ tịch, buổi tối ăn sủi cảo, bữa cơm đoàn viên, đón giao thừa, ngày hôm sau dậy sớm, chúc Tết, đều là nhiều năm truyền xuống tới tập tục các gia các hộ đều là như thế, các gia các hộ cũng đều là hỷ khí dương dương, náo nhiệt phi phàm, mùng một chút Tết, sơ nhị đó là phải đi nhà mẹ đẻ, quách thị khởi rất sớm, rửa mặt chải đầu trang điểm một phen, cấp tống thang bình mặt vào thăm viếng tân y phục, dẫn theo chuẩn bị tốt bánh ngọt, còn có cố tình đi mua lễ điều, mang theo tống nhạc thuận sớm liền hướng nhà mẹ đẻ đi rồi, theo đạo lý tới nói, tại y nam cũng là nên trở về nhà mẹ đẻ, tuy nói cha mẹ sớm chết, nhưng nàng đã từng sống nhờ ở nhị thúc nhị thẩm trong nhà, lẽ ra là nên lấy này vì nhà mẹ đẻ, trở về đi một chuyến thân thích, chỉ là này nhị thúc nhị thẩm làm người khinh thường, làm việc hoang đường, lại từng là khắc khe tạ y nam, này cọc thân thích, cùng không có là không có gì khác nhau, tạ y nam tự nhiên là không nghĩ đi, chương 158 viếng mồ mã, cũng bởi vậy, Tống Thành Hữu cùng Tào Thị đối với việc này im miệng không nói, cũng không dò hỏi, chỉ xem tạ y nam chính mình ý tứ chỉ cần tạ y nam cao hứng bọn họ hai vợ chồng già không thèm để ý cái gọi là mặt mũi sự mà tạ y nam lúc này cũng là suy tư một lát muốn hay không hồi nhị thúc nhị thẩm gia tự nhiên không ở nàng tự hỏi trong phạm vi rốt cuộc nhân gia như vậy nàng lúc này không trả thù trở về đã là thập phần khoan dung còn nghĩ làm nàng trở về thăm người thân khi quả thực là đang nói đùa nàng suy tư chính là muốn hay không trở về đi nhìn một cái nguyên chủ cha mẹ rốt cuộc là chiếm nguyên chủ thân thể mới làm nàng có sống lại một lần cơ hội, nguyên chủ cha mẹ, đó là nàng cha mẹ, lúc này, nên đi trước mồ, đã là viếng mồ mã, vậy nên chuẩn bị chút tiền giấy hương nến, mấy thứ này trong nhà đầu đều là tào thị bị, nếu là dùng, nàng đến đi hỏi tào thị muốn, mà không đợi tà y nam hướng tống nhạc sơn há mồm, đề cập phải đi về một chuyến viếng mồ mã, đi tìm tào thị tìm chút hương nến tiền giấy sự tống nhạc sơn đã là đề ra một cái tiểu giỏ tre tới rồi nàng trước mặt chúng ta trở về nhìn một cái cha mẹ đi tạ y nam cúi đầu đi nhìn thấy giỏ tre bên trong tiền giấy giấy nguyên bảo giấy sim y chờ đầy đủ mọi thứ hiển nhiên tống nhạc sơn sớm liền nghĩ tới này đó chuẩn bị đình sẵn sàng đương hai người thu thập một phen sách theo chuẩn bị tốt đồ vật hướng tạ y nam nguyên lai like trụ tạ gia trang đi sơ nhị thần khởi phần lớn là về nhà mẹ để thăm người thân trong đó không thiếu cha mẹ mất phải đi về viếng mồ mã, đều dẫn theo hương nến tiền giấy chờ loại đồ vật, cho nên cho dù là đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đường nhỏ thượng, cũng đều tùy ý có thể thấy được rất nhiều bóng người. Tạ Y Nam cùng Tống Nhạc Sơn đi rồi hồi lâu, tìm tới rồi Tạ Y Nam cha mẹ mồ, hai người lúc ấy là tán ở bên nhau, bởi vì lúc ấy Tạ Y Nam tuổi tác tiểu, tan sự là nhị thúc nhị thẩm xử lý, rất nhiều sự tình giảng lược, này mồ tu cũng thập phần đơn sơ. Tuy nói nguyên chủ thường xuyên tới dọn dẹp một phen, nhưng nơi này so chung quanh những người khác mộ địa, có vẻ keo kiệt rất nhiều. Hơn nữa tạ y nam hồi lâu chưa từng trở về, hơn nữa gió táp mưa xa duyên cớ, mộ phần chỗ đều có chút trọc. Hai người tới rồi địa phương, trước đêm mộ cấp cẩn thận thu thập một chút, nhổ cỏ dại, một lần nữa thêm thêm thổ, tu càng thêm chỉnh tề một ít, theo sau mới đưa hương đến cống phẩm mang lên, cầm đá lấy lửa châm hỏa, nổi lên tiền giấy. Cha, nương yên tâm, ta cùng Nam Nhi thành thân, sau này sẽ hảo hảo đãi Nam Nhi, không cho nàng chịu mảy may ủy khuất, Tống Nhạc Sơn quỳ xuống, hướng nhị lão mồ, cung cung kính kính khái mấy cái đầu, tạ y Nam đem trong tay tiền giấy cùng Kim Nguyên Bảo một đám bốc cháy lên tới, cũng là đi theo dập đầu, chỉ là cùng Tống Nhạc Sơn bất đồng, nàng trước sau đều mặt không lên tiếng, sở hữu nói, chỉ ở trong lòng mặt niệm, thực tế luận khởi tới, ta cũng không phải các ngươi nữ nhi. Nhưng ta đã là chiếm các ngươi nữ nhi thân thể, kia đó là các ngươi nữ nhi từ nay về sau ta nhất định sẽ hảo hảo sống sót tính cả các ngươi nữ nhi kia phân các ngươi nhị lão cứ việc yên tâm chính là những lời này không tiện nói ra khẩu trong lòng mặc niệm rất nhiều chỉ xuyên thấu qua hai mắt ánh mắt lộ ra ở tống nhạc sơn xem ra là bởi vì tại y nam đối mặt song thân tâm tình phức tạp trong lòng khổ sở cho nên một câu đều nói không nên lời quá nhiều an ủi nói đều quá mức khuôn sáo cũ tống nhạc sơn đơn giản cũng liền không nói lời nào chỉ vươn tay nắm chặt tạ y nam bàn tay ngươi không cần khổ sở cũng không cần thương tâm sau này có ta nhất định hết thảy đều sẽ tốt những lời này chưa từng nói ra nhưng xuyên thấu qua hắn ôm nhu thả kiên định trong ánh mắt lại là đủ để cho tạ y nam cảm thụ đến hắn lúc này tâm ý tạ y nam nhìn tống nhạc sơn gật gật đầu hai người đem mang đến đồ vật tất cả đều thiêu lại đem mồ lại lần nữa đôi đôi thổ chờ thiên ấm áp rảnh rỗi ta liền lại đem này phần mộ hảo hảo lại tu chỉnh tu chỉnh đắp lên một vòng gạch xanh như vậy liền không dễ dàng bị vũ cấp xối sụp tống nhạc sơn đề nghị nói hơn nữa tạ y nam cha mẹ phần mộ lúc ấy hiển nhiên tu thập phần hấp tấp liền cái chính thức mộ bia đều không có đến lúc đó thỉnh người làm bia tuyển cái ngày lành tháng tốt lập lên cho thỏa đáng ân tạ y nam gật đầu chỉ còn chờ những cái đó tiền giấy nguyên bảo chờ tất cả châm tẩn nhìn canh giờ cũng không sai biệt lắm hai người liền tính toán trở về đi các ngươi thật đúng là ở chỗ này a à. chanh chua thanh âm sâu kín vang lên tạ y nam ngẩng đầu nhìn thấy nhị thẩm chu thị kia trương làm người phiền chán gương mặt cùng nàng ở bên nhau là nhị thúc tạ vĩnh lợi đồng dạng vẻ mặt âm trầm nhìn tạ y nam đầy mặt nổi giận đùng đùng trong mắt mãn đều là không chút nào che giấu chán ghét tự hồ đứng ở bọn họ trước mặt đều không phải là nhà mình chất nữ mà là một cái tội ác tày trời ác nhân giống nhau, đó là tự nhiên, sơ nhị về nhà mẹ đẻ, lý nên tới gặp thấy cha mẹ. Tạ y nam nhàn nhạt mà liếc chu thị cùng tạ vĩnh lợi liếc mắt một cái, ngươi còn có mặt mũi tới gặp đại ca đại tẩu. Tạ vĩnh lợi phỉ nhổ, thê nữ từ trước ở tạ y nam kia ăn mệt sự tình, tạ vĩnh lợi chính là đều nghe nói, trong lòng là tức giận đến không nhẹ, chỉ nghĩ đi tìm tạ y nam muốn cái cách nói, nhưng vẫn luôn tìm không được cái gì thích hợp cớ hiện tại vừa vặn vừa lúc gặp sơ nhị, tạ y nam cũng không hồi nhà bọn họ thăm viếng, cũng không cho các nàng gia mang thịt, chỉ hướng mồ đi lên thượng mồ, lửa giận tăng gấp bội tạ vĩnh lợi cảm thấy xem như tìm được một cái thập phần thích hợp lý do, tạ y nam không có cha mẹ về sau, đó là ở nhà bọn họ ở, khi nhà hắn đó là tạ y nam nhà mẹ đẻ, tạ y nam này một chút không quay về thăm viếng. Đó chính là bất hiếu, vì thế, tạ vĩnh lợi cùng chu thị cũng bất chấp đi chu thị nhà mẹ đẻ, chỉ hấp tấp giết đến nơi này. Các ngươi này hai cái bá chiếm bé gái mồ côi ruộng đất phòng ốc ác thúc thúc cùng ác thẩm thẩm đều có mặt tới gặp ta cha mẹ, ta cái này chưa từng đã làm bất luận cái gì sai sự thân sinh nữ nhi, vì sao sẽ không có mặt đâu. Tạ y nam châm chọc nói, nghe được bá chiếm bé gái mồ côi ruộng đất phòng ốc mấy chữ này, tạ vĩnh lợi cùng chu thị sắc mặt tức khắc một bạch, tiện đà trướng thành màu gan heo, cái gì gọi là bá chiếm, nói chuyện sao đến như vậy khó nghe vài thứ kia, bất quá là chúng ta gặp ngươi tuổi nhỏ, lại sợ mấy thứ này quay đầu lại bị ngươi tương lai nhà chồng cấp lừa đi, tạm thời giúp ngươi quản thôi. Chu thị cuốn quyết há mồm cãi lại, tạ y nam cười lạnh, đã là nhị thẩm ngươi nói chính là tạm quản, nói cách khác thứ này vẫn là ta, hiện giờ ta đã trưởng thành, mấy thứ này liền chạy nhanh còn trở về đi, ta không phải nói sao, mấy thứ này nếu là cho ngươi, ngươi đã bị ngươi nhà chồng lừa đi rồi sao? thứ này còn có thể họ tạ không thành đã là ta đồ vật kia đó là ta của hồi môn ai còn dám động này đó đi tự nhiên vẫn là có thể họ tạ nhị thẩm nói này đó nhưng thật ra có chút buồn lo vô cớ tạ y nam phản bác nói chu thị tức khắc bị nghẹn đến không lời nào để nói tạ vĩnh lợi nhìn không được trừng mắt nhìn chu thị liếc mắt một cái phá của đàn bà cả ngày lời nói cũng sẽ không nói nhìn một cái này lời nói không phải nói rõ nói thứ này là tạ y nam bọn họ nhị phòng không thể nhúng chàm mảy may sao, chương 159 tranh đoạt, ngươi nhị thẩm cũng là bị ngươi khí hồ đồ, lời nói đều sẽ không nói, thứ này ngươi như thế nào có thể đương của hồi môn, thứ này họ tạ, nếu là cho ngươi đương của hồi môn, thứ này sau này ngươi liền để lại cho ngươi con cái, không phải thành họ tống. Này như thế nào có thể thành đâu, thứ này nói trắng ra là, họ tạ, là tạ gia, kia hẳn là cũng chỉ có thể cho họ tạ, này toàn bộ tạ gia, Nhà các ngươi xem như vô hậu, cũng liền chúng ta gia còn có đứa con trai, thứ này tự nhiên cũng liền về ngươi đường đệ, ngươi một cái cô nương mọi nhà, lại là còn nghĩ phân di sản không thành, việc này nếu là nói ra đi, chỉ sợ cũng muốn bị người chê cười chết, chọc đoạn cuộc sống, Tạ Vĩnh Lợi chỉ liếc Tạ Y Nam nói, này sinh hoạt, dù sao cũng phải chú ý chút mặt mũi cùng thanh danh, ngươi nhưng đừng làm việc ngốc, đến lúc đó hại chính mình cả đời, liên quan sau này ngươi con cái đều đi theo mất mặt tạ y nam chỉ nhàn nhạt cười cười, nhìn tạ vĩnh lợi ánh mắt hàng ý tiệm tăng, người này da mặt dày lên, thật đúng là cái gì đều không quan tâm, hắc cũng có thể nói thành bạch đến, thật muốn nhìn một cái xem, các ngươi tâm rốt cuộc là hồng vẫn là hắc, nếu nhà ta mấy thứ này là từ tổ phụ mẫu nơi đó phân đến, ta đây cũng liền không nói cái gì, nhưng mấy thứ này lại là cha ta cùng ta nương một phân một hào tích cốc lên, đặt mua lên, cùng công trung không có mảy may can hệ. Cho nên này thứ này mặc dù họ tạ, đó là họ cha ta tạ, cũng không phải là họ ngươi tạ vĩnh lợi tạ, thứ này cùng các ngươi gia không có mảy may can hệ, nhà ta chỉ có ta này một cái nữ nhi, thứ này tự nhiên cũng chỉ có thể là của một mình ta, ta sau này xử trí như thế nào, kia cũng là chuyện của ta, không tới phi ngươi khoa tay múa chân, mà ngươi lại nói thứ này nên để lại cho họ tạ người, trọng đổi khái niệm tưởng cấp đường đệ còn đâu trên đầu, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tạ Y Nam cười lạnh nói, tạ vĩnh lợi tức khắc bị nghẹn đến nói không ra lời. Sau một lúc lâu lúc sau mới trồng mắt vừa chuyển, nói, ngươi này quả thực là cưỡng từ đoạt lý, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, này nhà ai không phải như vậy tới, ngươi một cái nha đầu bồi tiền hóa, nơi nào có cái gì tư cách lấy mấy thứ này, đại ca đại tổ ai, các ngươi nhưng mở to mắt nhìn một cái, nhìn xem ngươi dưỡng đây là cái gì khuê nữ, ở dưới chính suối, các ngươi còn có thể an tâm, nhắm mắt sao, ta nói cho ngươi, liền ngươi làm những việc này cha mẹ ngươi chỉ sợ muốn chọc giận từ quan tài bản bên trong nhảy ra mắng ngươi cái này bất hiếu nữ quách thị đi theo ở bên cạnh làm bộ làm tịch lại khóc lại gào quả thực liền giống như nhảy nhót vai hề giống nhau làm người phiền chán ta nhưng thật ra khuyên các ngươi đừng ở ta cha mẹ trước mặt như vậy làm ầm ĩ đều nói cử đầu ba thước có thần minh nếu là thần minh nhìn không được thật làm ta cha mẹ trở về một chuyến nói đến lúc đó thật đúng là chưa chừng đi trước tìm ai Tạ Y Nam lạnh nhạt nói, Tạ Vĩnh Lợi cùng Chu Thị đều là sắc mặt trắng nhật, thế nhân toàn tin quỷ thần, bọn họ hai vợ chồng người cũng không ngoại lệ, thật đúng là sợ hãi Tạ Y Nam cha mẹ từ kia mồ bên trong chạy ra, tìm bọn họ hai người. Hai người đều là chuột dạ không hề đề Tạ Y Nam cha mẹ, nhưng đối với Tạ Y Nam rõ ràng có tưởng lấy về nhà nàng đồ vật sự lại là hoàn toàn không tán thành, đặc biệt là Quách Thị, chỉ hung tận nói, không quan tâm nói như thế nào, thứ này, ngươi cái nha đầu là không tư cách lấy thượng một phân đến, có hay không tư cách, cũng không phải ngươi định đoạt. Tạ y nam lắc lắc tay áo, đã là ta cũng đã cấp cha mẹ thượng quá mồ, này một chút cũng không có gì sự tình làm, chính rất nhàm chán, đơn giản này một chút, liền đi tìm tạ gia tộc trưởng, cũng hỏi một chút việc này nói như thế nào, việc này làm thế nào chứ, tạ y nam nói chuyện, nhấc chân liền hướng tạ gia trang phương hướng đi, quách thị tức khắc hoảng hốt, chỉ chạy nhanh đi cản, này êm đẹp nói chuyện, làm gì muốn đi tìm tộc trưởng, ta và ngươi nói, này tìm tộc trưởng cũng là vô dụng, nên là nói như thế nào, chính là nói như thế nào, ngươi cũng lấy không quay về, sơn tử, ngươi cũng không ngăn cản ngươi tức phụ nhi. Này tất nhất, nháo như vậy vừa ra, cũng không sợ làm người chê cười. Quách thị hướng tống nhạc sơn hô, như nhị thẩm theo như lời, nên là nói như thế nào, chính là nói như thế nào, vậy đi hỏi một câu tộc trưởng, đến tục cùng là nói như thế nào nhị thẩm nếu là có lý nói hẳn là cũng không sợ chúng ta đi tìm tộc trưởng mới đúng nhị thẩm như vậy cản chúng ta chẳng lẽ là chột dạ sợ hãi tộc trưởng nói lời nói thật ra tới còn nữa ta đã là nam nhi trượng phu mọi việc tự nhiên đến nghe xong nam nhi chính là nhị thẩm không cần vì loại chuyện này nhọc lòng tống nhạc sơn quát quách thị tức khắc bị tống nhạc sơn nghẹn đến nói không ra lời này quách thị thật sự là phá của đàn bà lại nói sai lời nói Tạ Vĩnh Lợi một phen đem Quách Thị túng tới rồi phía sau, càng là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quách Thị tự giác chính mình không đem sự cấp làm tốt, chạy nhanh im miệng không dám nói nữa. Tạ Vĩnh Lợi thanh thanh giọng nói, nói, Tết nhất, ngươi chỉ đi phiền toái tộc trưởng, chỉ sợ cũng không tốt lắm, nhưng thật ra không ngại cho ngươi giao cái đế nhi. Việc này ngươi đi tìm tộc trưởng cũng là giống nhau, ngươi nếu là không tin, chúng ta này một chút liền đi tìm tộc trưởng chính là, đến lúc đó nếu là tộc trưởng không hướng về ngươi, đến lúc đó lại bởi vì tết nhất ngươi ở chỗ này gây hấn gây chuyện mà mắng ngươi một hồi, cũng đừng trách ta cái này làm nhị thúc không nhắc nhở quá ngươi, chuyện này không cần nhị thúc nói, lòng ta bên trong minh bạch, tạ y nam cười lạnh nói, đã là nhị thúc cũng cảm thấy có thể đi tộc trưởng nơi đó một chuyến, khi chúng ta này liền đi thôi, đêm này cọc sự cấp nói cái rõ ràng, kia thành, đi thôi. Tạ Vĩnh Lợi nhưng thật ra thập phần thản nhiên ứng hạ, nhất chân liền đi theo tạ Y Nam cùng Tống Nhạc Sơn đi. Quách thị tức khắc cấp thẳng dậm chân, chỉ duỗi tay túng chặt tạ vĩnh lợi, đương gia, ngươi đây là làm gì? Ngươi sao có thể đồng ý quay lại tộc trưởng trong nhà đầu đâu, này tới rồi tộc trưởng nơi đó, thứ này còn có thể tất cả về nhà chúng ta đâu. Ngươi sao có thể ngu như vậy, ngươi cái lão nương nhóm biết cái gì, tìm tộc trưởng có thể sao, ngươi cũng đừng quên, tạ thị tộc trưởng, kia chính là họ tạ, tạ vĩnh lợi quát, đặc biệt là thật mạnh cắn cuối cùng ba chữ, quách thị ngẩn ra lúc sau, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ đúng rồi đúng rồi này tạ thị tộc trưởng là họ tạ tự nhiên là đến thiên hướng họ tạ mới đúng sao có thể có thể giúp đỡ tống nhạc sơn cái này họ tống người ta nói lời nói tạ y nam tuy rằng họ tạ không giả nhưng nàng một cái nha đầu càng là gã đi ra ngoài đó chính là bác đi ra ngoài thủy tộc trưởng khẳng định biết nặng nhẹ biết nên nói như thế nào quách thị nghĩ thông suốt này một tầng tức khắc như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra mà những lời này từ đầu chí cuối đều rơi xuống tạ y nam trong tay chỉ nghe được nàng nhíu mày đầu không có việc gì có ta đâu tống nhạc sơn cầm tay nàng ân tạ y nam khẽ gật đầu nhoẻn miệng cười một hàng bốn người cùng nhau tới rồi tạ thị tộc trưởng trong nhà đầu tạ thị tộc trưởng gọi là tạ hưng ngôn ở toàn bộ tạ thị nhất tộc trung bối phận pha cao vi cao cũng cao hiện giờ đã là tới rồi hoa giáp chi năm lại là tinh thần quắc thước thập phần cường tráng chương 160 kéo dài, tết nhất, tộc trưởng tự nhiên là ở nhà, nhìn đến vài người tới, mới đầu chỉ lúc ấy tới chúc tết, nhưng thật ra vẻ mặt vui tươi hớn hở làm mấy người này tiến vào, càng làm cho người nhà phao trà, cầm hạt dưa đậu phộng lại đây. Kết quả biết được những người này đều không phải là tới chúc Tết, mà là bởi vì tạ Y Nam cùng tạ Vĩnh Lợi tranh chấp tạ Y Nam cha mẹ lưu lại đồ vật khi, này mày đã là ninh lên. Tết nhất, không thể ngừng nghỉ nửa phần, làm hắn cái này tộc trưởng thực sự phiền lòng thực, càng quan trọng là, việc này không dễ xử trí, tạ vĩnh lợi cách nói có thất công bằng, này bất động sản đồng ruộng, tạ y nam trong nhà chưa từng hoàn toàn tuyệt hậu, thứ này lẽ ra không nên về hắn sở hữu, nhưng tạ y nam đã xuất giá, liền không phải tạ gia người, nếu dựa theo công chính tới nói, hắn cái này tộc trưởng rốt cuộc có vẻ có chút khuỷu tay quẹo ra ngoài ý tứ, nhưng nếu là chỉ hướng về tạ gia người nói, khó tránh khỏi mang tai mang tiếng thả này tạ y nam đã là dám như vậy tới nói chuyện này ai có thể biết được có phải hay không sớm đã định liệu trước hoặc là cái không sợ trời không sợ đất đến lúc đó nếu là xử trí đặc biệt bất công nàng đem sự nháo đến lý chính nơi đó nháo đến huyện thái gia nơi đó cũng là cái chuyện phiền toái cái này làm cho tạ hưng ngôn thập phần khó xử trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rốt cuộc nên như thế nào xử trí tương đối hảo việc này tạ hưng ngôn do dự sau một hồi đã mở miệng việc này nhưng thật ra thập phần phức tạp không bằng bàn bạc kỹ hơn đã là không dễ xử trí vậy trước sau này kéo một kéo nhìn xem tình thế lại làm định luận như thế mới có thể bảo đảm không ra sai lầm tạ hưng ngôn sống như vậy rất nhiều năm lại đảm nhiệm tạ gia tộc trưởng rất nhiều năm điểm này sự vẫn là biết như thế nào ứng đối tộc trưởng này có cái gì phức tạp việc này đã là rành mạch rõ ràng này phòng ốc cùng ruộng đất là tạ gia hiện tại đại phòng vô hậu tự nhiên là đến cho chúng ta. Quách thị vừa thấy tạ hưng ngôn không có hướng về bọn họ nói chuyện, lập tức liền nóng nảy. Tạ hưng ngôn đối với quách thị như vậy thúc giục có chút bất mãn, chỉ nói, tuy nói vô hậu, lại cũng là có cái nữ nhi, nha đầu, kia cũng gọi người. Quách thị biểu môi, nha đầu này phiến tử đã chết cha mẹ sau vẫn luôn ở tại nhà ta, ăn không uống không rất nhiều năm, ta còn đặt mua của hồi môn làm nàng vẽ vang xuất giá. Mấy năm nay đồ ăn cùng của hồi môn đều còn không có tính đâu, liền tính là để đỉnh, cũng nên cho chúng ta, tộc trưởng, tạ y nam đầu tiên là vén áo thi lễ, tiện đà ôm nhu nói, trong nhà phòng ốc ruộng đất, đều không phải là kế thừa tổ phụ di sản, năm đó bậc cha chú phân gia là lúc, trong nhà ruộng đất phòng ốc toàn cho nhị thúc một nhà, ta cha mẹ có thể nói là một nghèo hai trắng, tự lập môn hộ, lúc ấy phân gia là lúc, đã thỉnh trong tộc tôn trưởng chứng kiến, sau này hai nhà từng người sinh hoạt. Lẫn nhau không liên lụy, lại không hướng tới, rồi sau đó cha mẹ vất vả lao động, mới tích cấp xuống dưới phòng ốc cùng ruộng đất, mấy thứ này, tự nhiên cùng nhị thúc một nhà không có bất luận cái gì can hệ, tạm thời không nói, ta là trong nhà nữ nhi duy nhất, mặc dù đã không có ta, mấy thứ này cũng cùng nhị thúc một nhà không có can hệ mới đúng, mới vừa rồi nhị thẩm theo như lời ăn không uống không cùng của hồi môn Việt, càng là ăn nói bừa bãi, ở nhị thúc nhị thẩm trong nhà ở nhờ là lúc, ta mỗi ngày lao động lại là ăn không đủ no, những cái đó ăn căn bản chính là dùng sức lực đổi lấy, không tồn tại ăn không uống không này vừa nói, của hồi môn việc càng là chê cười, ta nhà chồng cho tám lượng bạc lễ hỏi, của hồi môn bất quá chính là ta ngày thường xuyên quần áo rách rưới cùng chén bể phá đũa, trở lên vài giờ, cùng tộc người đều có thể làm chứng, tộc trưởng chỉ cần thoáng hỏi thăm, liền có thể biết được, tạ y nam nói xong lúc sau, đối tạ hưng ngôn lại vén áo thi lễ, thái độ lễ phép cung kính trong lời nói trật tự rõ ràng, không kiêu ngạo không xỉn định, tự nhiên hào phóng, cùng quách thị đoạt lời nói cùng với nói chuyện khi người đàn bà đanh đá bộ dáng cơ hồ là hình thành tiên minh đối lập, này tức khắc làm tạ hưng ngôn đối tạ y nam ấn tượng pha dai, vì thế cũng liền hơi hơi gật gật đầu. Hiện nay các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, ta một chút cũng không tốt lắm hạ định luận, cần đến người cẩn thận hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem các ngươi theo như lời hay không là thật cho thỏa đáng như thế mới có thể hạ định luận, tạ hưng ngôn cất cao giọng nói, các ngươi tạm thời từng người về nhà, việc này ta đã nhiều ngày liền gia tăng hỏi thăm xử trí, đã có định luận là lúc, lại người báo cho các ngươi, như thế nào, tộc trưởng làm người công chính, xử sự, sự công bằng, ta tin tưởng tộc trưởng nhất định sẽ xử trí thập phần thỏa đáng, không cho vô tội người chịu khuất, cũng không cho hắc tâm tham tài người thực hiện được, tạ y nam nói, này đỉnh cao mũ mang đến cực hảo, lại mang theo một chút vuốt môn ngựa ý vị, nhưng lực độ vừa vặn chỉ làm tạ hưng ngôn cảm thấy trong lòng thoải mái chỉ cười vang gật đầu đó là tự nhiên tạ vĩnh lợi cùng quách thị tức khắc sắc mặt tối sầm tạ hưng ngôn không có giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy thiên vị các nàng còn muốn kéo chuyện này lúc này đối tạ y nam càng là như vậy vẻ mặt ôn hòa có phải hay không nói cách khác tạ hưng ngôn này trong lòng đã sớm nghĩ thiên vị tạ y nam cho nên mới muốn kéo chuyện này nghĩ đem việc này cấp kéo thất bại tộc trưởng việc này rõ ràng minh bạch vì sao còn chờ đi xuống, theo ta thấy lúc này dứt khoát đã nói lên bạch là được, cũng không phải cái gì đại sự. Tạ Vĩnh Lợi vội vàng nói, tạ Hưng Ngôn xem tạ Vĩnh Lợi cùng Quách Thị, càng thêm không vừa mắt, này hai vợ chồng là đầu óc thiếu căng gân, vẫn là hôm nay ra cửa bị cửa kẹp, sao đến liền không biết cái gì là gì, đều nói việc này chậm rãi xử trí, khi không phải có rất nhiều nhưng thương lượng hoặc là nhân gian lận cơ hội. Này một chút một hai phải muốn cái kết luận, làm trò mọi người mặc đem tương quan người kêu lên tới hỏi chuyện đến lúc đó liền tạ vĩnh lợi cùng quách thị hai vợ chồng này thường xử sự tác phong vậy nửa phần có thể thiên vị khả năng tính đều không có chính mình gì gì cũng không biết còn tại đây gọi bậy gọi thật sự là phiền chết người người này cùng người thông minh vụng về thật đúng là không giống nhau tạ hưng ngôn càng thêm cảm thấy này tạ y nam thật sự là cái thông minh mà kia tạ vĩnh lợi cùng quách thị hoàn toàn chính là một đôi đồ con lợn cái gì gọi là không phải đại sự nếu có phải hay không đại sự các ngươi chỉ chính mình thương nghị liền hảo còn tới ta nơi này nói cái gì tạ hưng ngôn này một chút cũng có chút sinh khí chỉ quát việc này liền như vậy định rồi chờ ta cẩn thận dò hỏi một phen lúc sau lại làm định đoạt chờ lát nữa trong nhà đầu còn phải có thân thích lại đây các ngươi đều đi thôi này đó là muốn đuổi người tạ y nam chỉ nhấp môi nói là chúng ta trước cáo từ không quấy rầy tộc trưởng hảo các ngươi đi thông thả. Tạ Hưng Ngôn đối cái này thập phần lễ phép Tạ Y Nam thật sự là thập phần cụ bị hảo cảm, thấy thế nào đều cảm thấy trong lòng thoải mái, cuối cùng càng là bổ sung nói, đại sự tình có rồi kết quả, ta liền người báo cho các ngươi, làm phiền tộc trưởng. Tạ Y Nam lại là một phút, Tống Nhạc Sơn cũng đi theo chấp tay, hồi lâu lúc sau ánh mắt hơi lóe, há mồm nói, tộc trưởng hôm nay phao này trà thực sự là hảo, nghe mắt lạnh vị hương, thuần hậu dài lâu, nếu là ta không đoán sai nói hẳn là huệ minh trà đi